các truyện Hương Sư hân hạnh giới thiệu bộ truyện Hầu Môn Khuê Tú của tác giả Tây Trì My, phần 21. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Gác Truyện Hương Xưa, xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Đồ ăn mới đã quen chưa? Trưởng bối Quốc Công Phủ có thích nữ nhi hay không? Chỉ mới mấy ngày, Lý Vân Nương cảm thấy như đã vài năm không được gặp nữ nhi. Vân Nương, coi chừng bị đụng. Tiêu Lĩnh thấy Lý Vân Nương vọt đứng lên, gấp rút theo chân cũng đứng lên, đưa tay vội đỡ nàng, quay đầu nhìn đôi bích nhân đang đi vào, trên mặt vô thức dẫn theo nụ cười hiền lành. Nữ nhi nếu nhìn thấy nàng kích động như vậy, chắc chắn sẽ lo lắng lắm đấy. Được, thiếp không kích động nữa, Lý Vân Nương nói, hít sâu một hơi. Đám người làm vây quanh Thanh Ninh và Tô Phỉ đi vào cửa đại sảnh, Lý Vân Nương nhịn không được đi lên phía trước. Thanh Ninh nhìn Tiêu Lĩnh đỡ bụng phệ của Lý Vân Nương đi tới phía mình, kêu một tiếng, mẫu thân. Ninh nhi, trong mắt Lý Vân Nương lập tức hơi nước mờ mịt, để nương nhìn con thật kỹ xem nào. Nói xong Lý Vân Nương tay Thanh Ninh lại, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một phen, sau đó ánh mắt ôn nhu mỉm cười nhìn Tô Phỉ đứng cạnh nữ nhi. Mẫu thân, ngài ngồi xuống trước đi, Thanh Ninh đưa tay đỡ Lý Vân Nương, giúp nàng ngồi xuống. Rồi cùng Tô Phỉ cung kính hành lễ cho Tiêu Lĩnh và Lý Vân Nương. Hành lễ xong, bốn người ngồi nói chuyện, sau đó Tiêu Lĩnh kéo Tô Phỉ đi ngoại viện, Lý Vân Nương thì cùng Thanh Ninh đi tiểu hoa sảnh tâm tình. Trên bàn bày đủ các loại điểm tâm kiểu dáng tinh mỹ ngon miệng, Lý Vân Nương phân phó đám người thu tú lên trà, sau đó để người làm lui ra ngoài cửa, đem đồ ăn trên bàn đẩy tới trước mặt Thanh Ninh, đây đều là lúc sáng sớm ta bảo các nàng chuẩn bị, con ăn nhiều một chút. Giống như muốn bổ sung năng lượng cho Thanh Ninh sau nhiều ngày xuất giá. Mẫu thân cũng ăn đi, Thanh Ninh cười híp mắt ăn hai khối, sau đó nhìn xuống bụng Lý Vân Nương, cục cưng mấy ngày nay vẫn ngoan chứ ạ. À? Có làm mẫu thân ngài vất vả không? Trước kia không cảm thấy gì, sau mấy ngày xuất giá gặp lại, bụng mẫu thân tựa hồ lớn thêm một vòng. Lý Vân Nương ôm nhu vuốt ve bụng, trên mặt lóe sáng tình thương người mẹ, ngoan lắm. Từ lúc mang thai đến giờ, đứa nhỏ trong bụng dường như cũng biết săn sóc người mẹ này, lúc trước không có nôn ngén, ăn cái gì cũng được, ăn ngon ngủ ngon, một chút phản ứng cũng không. Lý Vân Nương ngẩng đầu nhìn Thanh Ninh, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn mấy phần, vừa cười vừa nói, thái y cùng bà đỡ nói, là song thai. Thật sao, Thanh Ninh cả kinh. Ừ, hôm trước phụ thân con mời thánh thủ phụ khoa tốt nhất thái y viện đến chẩn mạch cho ta, còn mời cả bà đỡ tốt nhất kinh thành đến thăm. Hai người đều nói 8-9 phần 10 là sinh đôi, Lý Vân Nương tự ái nói, trước đây thái y cũng từng đề cập như vậy, chỉ là lúc đó thai còn nhỏ, không quá khẳng định. Tốt quá rồi, Thanh Ninh cao hứng. Lý Vân Nương gật đầu, hầu gia nói, muốn đem hài tử đầu tiên kế thừa họ Lý, ta đương nhiên không đồng ý, ta sao có thể đồng ý để hài tử ruột thịt đầu tiên của hắn theo họ Lý được. Hầu gia nói, Tiêu gia đã có đại ca con cũng rất tốt, là người hiểu lễ nghĩa. Lại có năng lực, tương lai nhất định sẽ trở thành tướng soái uy chấn một phương. Có điều, cho dù đại ca con xác thực có năng lực, nhưng đứa nhỏ này lại là huyết mạch ruột thịt đầu tiên của hầu gia, ai gia. Nếu thật sự như thái y chuẩn đoán, là song thai, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Nàng đã lớn tuổi, có thêm một đứa con đã là được ông trời ban ân. Mọi chuyện Tiêu Lĩnh đều vì nàng mà nghĩ, nhưng nàng đã là phụ nhân Tiêu gia. Sao có thể để hài tử thứ nhất của bọn họ mang họ Lý đây? Thanh Ninh cười híp mắt, giờ thì tốt rồi, là sinh đôi, không còn làm khó mẫu thân và phụ thân. Mẫu thân tính tình ôn nhu, nhưng lại cố chấp bướng bỉnh, đã quyết làm gì thì chín trâu đều không thể kéo về. Để hài tử thứ nhất kế thừa họ Lý, mẫu thân sẽ không đồng ý, hiện tại có hai hài tử, liền dễ giải quyết. Phụ thân chắc cao hứng lắm, Thanh Ninh cười. Không phải chỉ mỗi cao hứng, hắn lại còn rất lo lắng, chỉ hận không thể mỗi ngày 12 canh giờ đều đi theo chân nàng. Lý Vân Nương trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ta với phụ thân con đã thương lượng qua, đứa bé thứ nhất mang họ Tiêu, đứa bé thứ hai mang họ Lý, bất luận nam nữ. Vâng, Thanh Ninh gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi, về bà đỡ, hay là tìm hai người cho yên tâm? Lý Vân Nương gật đầu, đã cho người đi mời, chờ đến tháng 5 sẽ đem vài bà đỡ thỉnh đến ở trong phủ. Hai mẹ con nói chuyện thêm một lát, lúc này Lý Vân Nương mới chuyển đề tài, có chút lo lắng hỏi Thanh Ninh,
Thông gia phu nhân và Thông gia lão phu nhân đối với con có tốt không? Khẽ yên tâm, mẹ chồng con dâu từ xưa đến nay chính là thiên địch. Cho dù là mẹ chồng với nàng dâu của con trai ruột cũng vậy, huống chi, Tô Phỉ còn không phải là con trai ruột thịt của Tôn Thị. Thanh Ninh nở nụ cười, rất tốt, mẫu thân không cần lo lắng, nữ nhi sẽ xử lý tốt, cũng sẽ không mặc người khi dễ. Đối với tác phong làm việc của nữ nhi, Lý Vân Nương rất yên tâm, nhưng vẫn không nhịn được dặn dò, ta hiểu trong lòng con đều biết, nhưng bà ta là kế mẫu, là trưởng bối, con phải hiếu kính bà ta. Mẹ chồng nếu muốn thu thập nàng dâu, có rất nhiều biện pháp. Cho nên Lý Vân Nương trong lòng rất lo lắng. Tôn Thị kia chỉ ước gì nàng đại bất hiếu. Bà ta một lòng muốn hại Tô Phỉ, cho nên, các nàng sao có thể mẹ chồng con dâu hòa thuận cho được. Tôn Thị với nàng, nói là đấu đá không chết không ngừng cũng chưa đủ. Có điều, Thanh Ninh vẫn gật đầu, vâng. Lý Vân Nương lại dặn dò, Tích Ngọc, đứa nhỏ này từ nhỏ đã mất mẫu thân ruột thịt, con về sau phải chiếu cố nó thật tốt, có cái gì cũng phải cùng nó có thương có lượng, hai người hảo hảo chung sống. Lý Vân Nương nhìn giữa lông mày nữ nhi lộ ra ngọt ngào cùng quyến rũ, trong lòng rất vui mừng. Nữ nhi cùng con rể, hai người kể từ khi vào cửa, mỗi động tác giơ tay nhấc chân, ánh nhìn, cười nói đều lộ ra thân mật khăng khít. Lý Vân Nương nhìn ra được điều đó, nhưng vẫn nhịn không được dặn dò Thanh Ninh. Thanh Ninh tất nhiên là cười gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Hai người nói một hồi, rất nhanh đã đến giữa trưa, Thu Bội đi đến, hướng Lý Vân Nương quỳ gối hành lễ, phu nhân, cơm trưa đã chuẩn bị xong, phu nhân muốn bày ở đâu? Lý Vân Nương suy nghĩ một chút, phân phó, bày ở Suýt Hà Hiên đi, bên đó hải đường đang khai hoa, cho người đi mời hầu gia và thế tử đến đó. Bên kia, thời điểm hoa hải đường nở, đỏ rực như ráng màu chân trời. Vâng, phu nhân, Thu Bội quỳ gối đáp ứng. Vậy chúng ta chậm chậm đi tới đó, Thanh Ninh cười đứng dậy đỡ Lý Vân Nương. Hai mẹ con từ từ đi đến Suýt Hà Hiên, vừa đi vừa nói, đến nơi, Tô Phỉ cùng Tiêu Lĩnh đã đến trước một bước, đang ngồi trên ghế chuyện trò vui vẻ. Ninh Nhi, để ta, thấy Thanh Ninh cùng Lý Vân Nương đến, Tiêu Lĩnh vội vàng đứng dậy, đi lên hai bước đỡ lấy Lý Vân Nương, chậm một chút. Tô Phỉ cũng đứng lên. Đã khiến con chê cười, nhạc phụ con hắn quá khẩn trương, Lý Vân Nương ngồi xuống, lúc này mới cười nhìn Tô Phỉ giải thích. Mẫu thân có mang, vẫn nên cẩn thận một chút, Tô Phỉ vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đúng vậy, Tiêu Lĩnh cười ha ha, nhìn Tô Phỉ khích lệ, con cũng nỗ lực đi, mau chóng cho chúng ta được ôm cháu ngoại mập mạp. Vâng, tiểu tế nhất định nỗ lực, Tô Phỉ rất nghiêm túc gật đầu đáp. Sắc mặt Thanh Ninh lập tức hồng như ánh bình minh. Tiêu Lĩnh vui vẻ cười to, mau, đều ngồi đi, ngồi đi. Bốn người cùng nhau vui vẻ ăn cơm, không có gì kiêng kỵ. Đầy một bàn món ngon, sắc hương vị đều đủ, còn có rượu trúc diệp thanh thượng hạng, hương rượu thuần hậu, Tô Phỉ cùng Tiêu Lĩnh ngược lại không uống quá nhiều, chỉ cạn mấy chén lấy hứng. Mà Lý Vân Nương đối với chàng rể Tô Phỉ này, càng nhìn càng thích. Một bữa cơm vô cùng ấm áp. Uống trà xong, Lý Vân Nương muốn đi chợp mắt, Thanh Ninh thừa biết Tiêu Lĩnh chỉ cần ở nhà cũng muốn cùng mẫu thân nghỉ ngơi, cho nên nàng chủ động dẫn Tô Phỉ trở về viện tử trước kia của nàng. Bên trong vẫn như cũ, đã được quét dọn sạch sẽ. Hai người rửa mặt xong, an vị trên giường gần cửa sổ lớn trong nội thất. Dương quang ngoài cửa sổ sáng lạng, ấm áp, gió nhẹ phất qua, trong gió mang theo hương hoa ngoài sân, khiến cho người ta bất giác cảm thấy có chút mỏi mệt. Tô Phỉ ôm Thanh Ninh nằm xuống, nàng ngủ đi, đợi lát nữa ta gọi nàng. Vâng, Thanh Ninh đáp, híp nửa mắt, không biết là vô tình hay cố ý, vuốt vuốt sợi tóc Tô Phỉ, lẩm bẩm hỏi, vừa rồi chàng cùng phụ thân nói chuyện gì vậy? Phụ thân khảo cứu ta, Tô Phỉ vừa cười vừa đáp. Hả? Khảo cứu chàng, Thanh Ninh mở mắt. Đúng vậy, ở luyện võ trường hảo hảo khảo cứu ta một phen, Tô Phỉ nhẹ cười. Thanh Ninh cười ha ha, ai lợi hại? Đương nhiên là, Tô Phỉ cố ý chựng lại, đương nhiên là ta nhường phụ thân lão nhân gia ngài thắng, cho nên, Ninh Nhi, nàng phải đền bù tổn thất cho ta. Tô Phỉ cứ như đứa bé làm ra chuyện muốn được khen ngợi. Thanh Ninh cố ý nghiêm túc hỏi hắn, đền bù tổn thất. Muốn ta đền bù tổn thất thế nào? Ừ, cái này sao, đương nhiên là xem ý tứ nàng, nụ cười trên mặt Tô Phỉ sáng lạng như xuân dương phía ngoài. Thanh Ninh hé miệng cười, quyết định cố ý không đếm xỉa đến lời Tô Phỉ, nói sang chuyện khác, thái y nói, thai của mẫu thân có thể là sinh đôi. Thật sao? Đây chính là đại hỷ sự đó, Tô
Tô Phỉ ngạc nhiên mừng rỡ. Thanh Ninh gật đầu, đúng vậy, 89/10, có điều mẫu thân nói, phụ thân và mẫu thân đều cảm thấy chuyện này cũng chưa hẳn tốt, đến lúc đó nếu không phải, khó tránh khỏi người ngoài bàn tán, cho nên, chờ đến khi sinh ra rồi nói sau. Ừ, Tô Phỉ không thể không gật đầu. Mặc dù người nhạc phụ Tiêu Lĩnh này của hắn, hiện tại đã không phải là tướng quân oai hùng tay cầm trăm vạn sư tử mạnh mẽ, nhưng ảnh hưởng của Tiêu Lĩnh tại Tây Bắc vẫn không thể khinh thường, huống chi, còn có Tiêu Nghi Quang ở biên giới, ba vị hoàng tử đương nhiên rất muốn lôi kéo Định Tây Hầu Phủ. Hiển nhiên Tiêu Lĩnh cũng am hiểu vấn đề này, ngoại trừ việc đón dâu là mẫu thân Lý Vân Nương, cùng với việc cưng chiều vợ và con gái được truyền ra bên ngoài, trong triều đình, ông ta xử sự đều rất an phận. Khó trách vừa nãy phụ thân nói muốn ta phải nỗ lực, ngón tay Tô Phỉ vuốt ve gương mặt nõn nà của Thanh Ninh, thấp giọng vừa cười vừa nói. Đấy là lời khách sáo thôi, Thanh Ninh đỏ mặt, biện luận giải thích, mấy ngày nay có rất nhiều người đều nói vậy. Nhưng không có mấy người nói chân thành từ nội tâm, Tô Phỉ cười khẽ, ôn nhu ngưng mắt nhìn vào mắt Thanh Ninh, cúi đầu bên tai nàng, đem đề tài ban nãy trực tiếp kéo trở về, Ninh Nhi, nàng muốn đền bù tổn thất cho ta thế nào đây? Hô hấp ấm nóng phả vào cổ, Thanh Ninh cảm thấy thân thể có chút tê dại, thấy nụ cười của Tô Phỉ, ngẩng đầu hôn lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước. Mỹ nhân trong ngực, đôi mắt Tô Phỉ thâm sâu, đưa tay cố định sau đầu Thanh Ninh, nụ hôn sau càng sâu hơn. Chỉ chốc lát, hô hấp hai người liền có chút bất ổn, trong không khí mang theo hương vị ám muội. Không được, hay là đợi trở về nhà rồi nói, Thanh Ninh thở gấp, duỗi tay nắm chặt bàn tay Tô Phỉ đang dò xét trong vạt áo nàng. Tay Tô Phỉ nóng rực, nắm ngược lại tay nàng, kéo xuống dưới cầm lấy vật nhỏ cách lớp y phục mềm mại, khàn giọng thì thầm, vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Nhi. Cách y phục, Thanh Ninh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của hắn, nàng cảm nhận được nhiệt độ kia theo tay mình, hướng khắp cơ thể phát đi, máu chảy toàn thân liền như bị lửa thiêu đốt. Thanh Ninh nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt ửng đỏ, nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn, nghĩ một lát thì tốt rồi. Vậy nếu không tốt thì phải làm sao? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, Tô Phỉ liền cúi đầu kề vào tai nàng hỏi nhỏ, hỏi xong tại bên tai nàng thổi nhẹ hai cái. Tích Ngọc, ta ngủ đây, lát nữa chàng nhớ gọi ta dậy, sắc mặt ửng đỏ, Thanh Ninh thấp giọng nói, giả bộ ngủ để trốn tránh. Đang là ở nhà mẹ đẻ, nếu nàng tại khuê phòng trước đây của mình giữa ban ngày phóng túng, thử hỏi sau này nàng còn muốn về nhà mẹ đẻ nữa không đây? Phụ thân nói muốn chúng ta phải nỗ lực, chúng ta đương nhiên không thể phụ kỳ vọng của phụ thân, đúng không? Tô Phỉ kiêu ngạo mang lời của Tiêu Lĩnh ra làm lá chắn. Không cần, sau này ta còn muốn về nhà mẹ đẻ. Thanh Ninh bất vi sở động, không thuyết phục, lật ngược người lại, chu môi nhìn Tô Phỉ, điềm đạm nói, chàng nghỉ một lát đi, chờ trở về, ta sẽ đền bù tổn thất cho chàng. Đôi mắt Tô Phỉ sáng ngời, hảo. Hắn cũng không phải thật muốn cùng nàng hoan hảo, chỉ muốn trêu chọc nàng mà thôi, nhìn nàng thẹn thùng, cao hứng, tâm hắn cũng nhịn không được theo đó tung bay lên. Hai người ôm nhau chợp mắt một lát rồi dậy. Đến khi mặt trời sắp lặn, hai người cáo từ, mang theo lễ Lý Vân Nương và Tiêu Lĩnh tặng, hồi quốc công phủ. Thời điểm trở lại quốc công phủ, trời đã tối đen, Thanh Ninh phân phó Trà Mai và Nhẫn Đông dẫn theo người đem lễ trở về, để lại Bạc Hà và Ngọc Trâm bên cạnh, cùng Tô Phỉ đến thỉnh an Tô Lão Phu Nhân và Tôn Thị. Tô Lão Phu Nhân trước sau như một, thái độ ôn hòa, hỏi đôi câu rồi cho hai người lui xuống. Đến chỗ Tôn Thị, Tôn Thị nở nụ cười rất hòa nhã, quan tâm hỏi Thanh Ninh, có mệt không, không có một câu nào hỏi tại sao hai người lại trở về muộn như thế. Tạ mẫu thân quan tâm, con không mệt, Thanh Ninh thanh đạm trả lời. Người đứa nhỏ này rất biết săn sóc, tự không cần ta quan tâm, đến đây một lúc thôi, ngồi xe ngựa đã vất vả nhiều rồi, đợi lát nữa sớm trở về nghỉ ngơi đi. Tôn Thị vừa cười vừa nói, thân thể của mẫu thân ngươi thế nào? Đứa nhỏ trong bụng tốt chứ? Tiện đà lại ân cần hỏi thăm Lý Vân Nương, nụ cười trên mặt vừa đúng mực, thanh âm ôn hòa, tựa như tính tình rất hòa nhã, là một người mẹ chồng vô cùng quan tâm đến con dâu. Thân thể mẫu thân rất khỏe, tạ ơn mẫu thân ngài lo lắng, Thanh Ninh cũng ấm giọng trả lời. Khi nào thì sinh? Đã mời bà đỡ chưa? Tôn Thị tiếp tục quan tâm hỏi han. Ước chừng đầu tháng 7 sinh, bà đỡ và nha đầu nhũ nương đều đã tìm xong rồi à, Thanh Ninh tiếp tục trả lời. Đầu tháng 7 sao, lúc đó khí trời khá nóng, Tôn Thị vội nói, việc sinh nở vô cùng quan trọng, không thể dùng băng làm mát, bà thông gia phải chịu chút khổ rồi. Nói xong nở nụ cười, tuy phải chịu nóng một chút,
nhưng đây cũng là chuyện làm người ta hết sức cao hứng, đáng giá. Thanh Ninh cười nhạt gật đầu. Nha đầu này, tính cách thật đúng là tự làm theo ý mình. Thân làm nàng dâu, mẹ chồng hỏi cái gì, nó lại không chút khách khí chiếu theo ý nghĩ của mình mà trả lời, một chút phong phạm của tân nương tử đều không có, tự coi bản thân vẫn là nữ tử khuê các. Đáy mắt Tôn thị có chút ý vị thâm trường, nhìn Tô Phỉ dặn dò, Tiêu đại công tử đang ở biên quan ngoài xa, không có trong kinh thành, hôm nay bên người hầu gia và hầu phu nhân chỉ có một đứa nhỏ Thanh Ninh, có chuyện gì ngươi cũng phải giúp đỡ nhiều hơn một chút. Tô Phỉ Thanh đạm cười, nhàn nhạt nói một chữ, vâng. Lúc này Tôn thị mới cười nói với Thanh Ninh và Tô Phỉ, các ngươi cũng mệt rồi, sớm trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, hai người cùng đáp, cáo từ trở về cảnh tụy viên. Trở lại cảnh tụy viên, cơm tối đã chuẩn bị xong, hai vợ chồng ăn cơm trong phòng, sau đó cùng nhau đi lại trong sân cho tiêu cơm, rồi trở về phòng. Ninh Nhi, hôm nay thực khá mệt, nàng đi rửa mặt trước đi, mới uống được hai hớp trà, Tô Phỉ liền ôn nhu nói với Thanh Ninh, trong mắt lóe hào quang sáng quắc như sao. Thanh Ninh không nghi ngờ gì, gật đầu phân phó Ngọc Trâm, Ngọc Trâm, ngươi lấy y phục ra đây, à, tìm cả y phục của thế tử đem ra luôn. Vâng, phu nhân, Ngọc Trâm cười đi đến tủ quần áo. Chờ Ngọc Trâm lấy y phục ra rồi, Thanh Ninh liền mang theo trà mai cùng Ngọc Trâm đi tịnh phòng. Tắm rửa xong, mặc một thân trang phục ở nhà màu đỏ tươi đi ra, Thanh Ninh cười nói với Tô Phỉ, chàng cũng mệt cả ngày rồi, mau đi tắm rửa đi. Tô Phỉ dựa vào giường, vừa thấy Thanh Ninh, hào quang trong mắt càng sâu. Quần áo sắc đỏ tươi, bởi vì vừa mới tắm xong, mặt phấn má đào như nhiễm một tầng phấn son, sợi tóc chưa khô dùng khăn buộc phía sau người, như hoa sen thanh thuần mới nở, tựa hoa đào quyến rũ tuyệt diễm, tản ra mị hoặc mất hồn. Tô Phỉ cảm thấy thân thể có chút căng thẳng, máu toàn thân đều vọt xuống dưới. Để ta đi hầu hạ chàng, Thanh Ninh không có chú ý tới ngọn lửa trong mắt hắn, thấy hắn không động đậy gì, lại nghĩ tới hai ngày này hắn không cần nha đầu thân cận hầu hạ, đám người tùng một lại không thể tiến đến hầu hạ hắn, vì vậy liền nói. Trà Mai đi theo sau lưng Thanh Ninh lên tiếng, phu nhân, tóc ngài còn chưa khô, để nô tỳ vặn khô nước cho ngài, buổi tối lạnh lắm, nếu để đầu ướt, sau này dễ bị mắc bệnh nhức đầu. Nàng hầu hạ mình tắm rửa, nghĩ tới hình ảnh hương diễm kia, miệng lưỡi Tô Phỉ khô khốc, yết hầu chuyển động lên xuống, nhìn sợi tóc ướt của Thanh Ninh, mỉm cười nói, không cần. Âm thanh mang vài phần khàn khàn, nói xong đứng thẳng dậy, sải bước nhanh như sao băng vào tịnh phòng. Thế tử gia đối với tiểu thư ngài thật tốt, Trà Mai vừa vắt nước trên tóc Thanh Ninh vừa nói. Thế tử đối với tiểu thư đúng là rất tốt, giống như hầu gia đối với phu nhân, Ngọc Trâm vừa trải giường chiếu, vừa nghiêng đầu vui tươi hớn hở nói, hôm nay trở về hầu phủ, tinh thần phu nhân xem ra rất tốt, chờ thêm hai tháng nữa là có thể sinh được tiểu oa nhi khả ái. Tiểu thư nhà mình cùng cô gia ngọt ngọt ngào ngào, các nàng làm nha đầu đương nhiên từ đáy lòng vô cùng cao hứng. Vặn khô đầu tóc xong, vừa lúc Tô Phỉ một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Các ngươi đều lui xuống đi, Tô Phỉ vất tay với bọn nha đầu. Trà Mai và Ngọc Trâm đáp một tiếng, cùng nhau lui ra ngoài. Chờ bọn người làm lui ra ngoài hết, ánh mắt Tô Phỉ liền sáng quắc hướng Thanh Ninh đi tới, cúi đầu áp vào bên tai nàng ẩm bẩm, Ninh Nhi, đền bù tổn thất. Chàng còn nhớ sao, Thanh Ninh bị hắn thổi nhiệt khí vào tai, tê dại một hồi, nhưng vẫn nghiêng đầu nói, không đứng đắn. Thấy tóc hắn ướt nhẹp, lại nói, tóc chàng vẫn còn ướt, để ta giúp chàng lau khô. Dứt lời đứng dậy đem Tô Phỉ đẩy xuống ghế ngồi, lại đi lấy khăn bông khô, ôm nhu giúp hắn lau tóc. Tô Phỉ ôm lấy vòng eo Thanh Ninh, để nàng ngồi lên đùi mình, giở trò, bốn phía châm lửa. Thanh Ninh thật vất vả giúp hắn lau khô tóc xong, y phục trên người nàng cũng đã bị cởi hết một nửa, toàn thân lại càng mềm nhũn như nước. Tô Phỉ ôm lấy nàng đi về phía giường, đem nàng thả trên giường, đồng thời, trút nốt y phục cuối cùng trên người nàng xuống, là một chiếc yếm hồng cánh sen thêu uyên ương nghịch nước, sau đó phúc thân đi lên. Thế như trẻ tre, ngọn đèn mê ly phía ngoài màn trướng, ánh lên màn trướng màu đỏ lay động. Thanh Ninh nằm trên giường đệm đỏ thẫm có chút mất trật tự, làn da bóng loáng nhẵn nhụi, trắng nõn như tơ lụa thượng đẳng, tóc đen như thác rơi trên thân thể, châm đệm đỏ càng tôn lên làn da như trân châu của nàng, màu tóc đen huyền, tựa như yêu tinh quyến rũ mê người. Gương mặt như phù dung kiều diễm, phía trước ngực nảy lên đẩy đà, còn có đùi ngọc gắt gao cuốn bên hông hắn, thiên hạ dưới thân nở rộ như hoa, Tô Phỉ càng thêm phóng túng, bừa bãi. Tô Phỉ cảm giác mỗi lần tiến vào đều tựa hồ tiêu hồn thực cốt đến cực hạn, nhưng lần tiếp theo lại giống như được leo lên thêm một tầng mất hồn cao hơn,
từng đợt như thể không có điểm dừng, khiến cho hắn nhịn không được muốn biết cảm giác cực hạn mất hồn tận cùng sẽ như thế nào. Ngô, chàng chậm một chút, Thanh Ninh giống như vừa khoái lạc vừa thống khổ khó chịu, nhẹ hô một tiếng. Đau không? Vậy ta nhẹ một chút, Tô Phỉ dừng lại động tác, cúi đầu hôn lên vành tai mượt mà của nàng, cảm giác tốt lắm sao? Âm thanh trầm thấp mà dễ nghe. Thanh Ninh bị hắn hôn đến mức đầu ngón chân đều cuộn cả lên, thân thể bởi vì hắn đột nhiên dừng lại động tác mà có chút khó chịu. Đúng là tiểu yêu tinh yếu ớt, Tô Phỉ khẽ cười, lại ở bên tai nàng thổi một hơi, khiến Thanh Ninh khẽ rung một hồi, càng thêm kiều diễm. Tô Phỉ cử động kịch liệt, ghé vào tai nàng dụ hoặc nói, đừng cắn môi, kêu lên thì tốt rồi. Ta thích âm thanh nàng rên rỉ, còn cả bộ dáng kiều mị như yêu tinh của nàng, lời nói vô sĩ như thế, nhưng lại xuất phát từ trong miệng Tô Phỉ. Thanh Ninh muốn mở miệng bảo hắn đừng nói nữa, nhưng lại khiến hắn càng thêm cuồng dã mãnh liệt, thân mình Thanh Ninh tựa hồ đều bị hơi thở nóng hổi của hắn đốt lên, cháy bỏng mà lại mất hồn. Một phòng cảnh xuân kiều diễm, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời. Đến mùng 1 tháng 4, Nghi An quận chúa tuy trong lòng rất chán ghét, nhưng vẫn phải ra khỏi cửa, dẫn theo Đan Tâm cùng Đan Chân đến biệt viện của Đổng Khải Tuấn. Biệt viện này không lớn, có hai tiểu viện tử, Đổng Khải Tuấn đã mua vài tiểu nha đầu đến đây quét dọn. Nghi An quận chúa không thể thường xuyên ra cửa, cho nên hai người chỉ có thể hẹn mỗi tháng vào mùng 1, 15 cẩu thả một hồi. Đến nơi, Nghi An quận chúa đi vào trong phòng, mới bước được một chân vào trong, đã bị Đổng Khải Tuấn kéo vào trong nhà, trực tiếp lôi đến phía giường. Đan Chân cùng Đan Tâm cúi đầu khép cửa lại. Gấp cái gì? Nghi An quận chúa nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên chán ghét. Nàng cho rằng, Đổng Khải Tuấn là tay ăn chơi, qua một thời gian nếm thử mới mẻ, sau đó sẽ chán ghét thân thể nàng, không ngờ, Đổng Khải Tuấn này mỗi lần gặp mặt đều như sói hoang đói bụng, giày vò ép buộc nàng đến không thở nổi. Con điếm nhỏ ả gặp, chẳng lẽ ngươi không muốn ta sao? Nói xong Đổng Khải Tuấn đưa tay dùng sức, nhéo nhéo bộ ngực mềm mại của nàng. Cùng Nghi An quận chúa yêu đương vụng trộm, mỗi một lần hắn đều cảm thấy rất kích thích, hưng phấn. Mà Nghi An quận chúa này, lần nào cũng ra vẻ trinh tiết liệt phụ, trong mắt tuy mang theo chán ghét, nhưng mỗi lần giao hoang, nàng dưới thân thể hắn chẳng phải cũng hưng phấn không khác gì nữ tử thanh lâu sao? Thật đúng là dâm phụ đến tận xương tủy. Nghi An quận chúa đau kêu khàn một tiếng. Đổng Khải Tuấn lại không thèm để ý, thả nàng lên giường, sau đó tùy ý làm bậy trên người nàng. Nghi An quận chúa nhắm mắt lại. Tiểu tiện nhân, còn muốn nhắm mắt. Thân thể của ngươi so với ngươi đúng là thuận theo nhiều hơn, người xem, Đổng Khải Tuấn khinh bạc cười. Ngươi muốn khi nào thì mới buông tha ta, Nghi An quận chúa cắn môi, hỏi. Ngươi ngon miệng như vậy, ta sao cam lòng buông tay cho được, Đổng Khải Tuấn mị sắc trả lời. Tứ biểu ca đã trở lại. Nghi An quận chúa lạnh giọng. Biểu ca đã trở lại mấy tháng rồi. Đổng Khải Tuấn lơ đễnh đáp. Uy hiếp không thành. Nghi An quận chúa cụp mắt, ánh mắt yêu kiều như nước nhìn Đổng Khải Tuấn, chuyện này nếu là bị người khác phát hiện ra, ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không? Nói xong, trong mắt thủy quang mờ mịt, như lê hoa đái vũ, vô cùng mảnh mai. Yên tâm, chỉ cần ta và ngươi cẩn thận chút, sẽ không ai phát hiện được, huống chi, Đổng Khải Tuấn nhìn bộ dáng vừa thấy đã thương của Nghi An quận chúa, nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nói xong liền cúi đầu chặn miệng Nghi An quận chúa, không để nàng nói chuyện nữa. Nghi An quận chúa nhìn đỉnh màn, trong mắt tràn đầy oán hận cùng chán ghét, nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Rất nhanh hai cổ thân thể nóng bỏng giao triền cùng một chỗ. Sôi nổi lên cao, khiến Nghi An quận chúa cơ hồ mất hết lý trí, tiếng rên rỉ không tự chủ từ trong miệng bật ra. Con điếm, Đổng Khải Tuấn hiển nhiên rất hài lòng với phản ứng của Nghi An quận chúa. Nàng cắn môi, chỉ chốc lát lại cúi đầu kêu lên. Thật lâu sau Đổng Khải Tuấn mới giải phóng chính mình, nhưng vẫn nằm trên người nàng không hề động, tà tứ cười, nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa lại tiếp tục. Rất nhanh Đổng Khải Tuấn lại hùng phong tái khởi, một lần nữa kích tình nhập vào trong. Qua giờ ngọ Đổng Khải Tuấn mới dừng lại, khỏa thân nằm bên cạnh Nghi An quận chúa, ta thấy di nương của Tống Thế Tử bộ dáng thật tốt, đi đứng đều mang theo khí chất thanh tao, khi nào ngươi mang nàng ra cho ta nếm thử đi. Trước kia hắn chỉ dám dính vào mấy người phụ nữ đàng hoàng nhà nghèo cửa nhỏ, sau khi chuyện phát sinh, dựa vào quyền thế của Đổng gia liền dễ dàng giải quyết hậu họa. Nhưng hôm nay, cùng Nghi An quận chúa yêu đương vụng trộm cảm giác kích thích vô cùng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đến Kiến An hầu phủ làm loạn sao,
Nghi An quận chúa mồ hôi ướt nhẹp, sợi tóc áp vào thái dương, nghiêng đầu lạnh lùng nói. Nếu có ngươi an bài, vậy cũng thành, Đổng Khải Tuấn đáp. Đúng là gan to bằng trời, đôi mắt Nghi An quận chúa lộ ra trào phúng. Thiếp thất như nàng ta chẳng qua chỉ như một thứ đồ chơi thôi, ngươi đã là người của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn che chở cho nàng ta hay sao? Đổng Khải Tuấn gối đầu lên tay, liếc mắt sang Nghi An quận chúa. Nàng ta thế nào không liên quan gì đến ta? Che chở cho Thẩm Thanh Vũ. Nực cười. Tống gia hôm nay trên dưới đều nhìn vào bụng Thẩm Thanh Vũ, hy vọng quý thiếp xuất thân Hưng Ninh hầu phủ như nàng ta có thể sinh được nhất nhi bán nữ, nhưng thời gian Tống Tử Dật ở trong phòng nàng ta không ít, đáng tiếc bụng kia vẫn chưa có gì. Nghi An quận chúa không khỏi thầm cao hứng. Thế nào cũng được, ngươi chừng nào thì đem nàng ta đến đây, tư vị của nàng ta khẳng định rất tốt. Trước đây, lúc đến Kiến An hầu phủ làm yến khách, hắn có thấy qua Thẩm Thanh Vũ một lần, mặc dù nàng mang mạng che mặt, nhìn không rõ tướng mạo, nhưng tư thái kia, hắn nếm qua bao nữ nhân, liếc nhanh liền có thể nhìn ra Thẩm Thanh Vũ toàn thân trên dưới đều tản ra hương vị mê người, ở trên giường đương nhiên sẽ làm người ta mất hồn. Hừ, quả trong thiên hạ đều đen như nhau, Nghi An quận chúa hừ một tiếng. Câu quả trong thiên hạ đều màu đen ám chỉ bất kể ở nơi nào thì người xấu vẫn là người xấu, bọn người xấu đều giống nhau. Ghen sao? Đổng Khải Tuấn nở nụ cười. Ghen cái đầu ngươi, Nghi An quận chúa xoay người ngồi dậy, nhặt y phục bị ném rơi đầy đất lên. Sao, có giúp ta đưa nàng ta đến đây không? Đổng Khải Tuấn hỏi. Nói sao, Nghi An quận chúa lạnh lùng đáp hai chữ. Thẩm Thanh Vũ tuy ngoài mặt kính cẩn nghe theo, nhưng trong lòng nàng ta luôn đề phòng mình. Mặc quần áo xong, kéo cửa ra, Đan Tâm và Đan Chân liền đỡ Nghi An quận chúa đến sương phòng bên cạnh đã chuẩn bị xong nước nóng. Tẩy đi mùi trên người, đem y phục cùng đầu tóc thu thập thỏa đáng xong, Nghi An quận chúa liền trực tiếp dẫn theo hai nha đầu ra ngoài, lên xe ngựa trở về Kiến An hầu phủ. Vừa đi đến viện tử của mình, thì có Tiêu nha đầu tiến lên nghênh đón, quận chúa đã về rồi, thế tử đang ở trong phòng chờ quận chúa. Thế tử đến đây, Nghi An quận chúa hơi dừng cước bộ một chút. Vâng, thế tử đến đây từ sau canh ba, tiểu nha đầu cười hì hì trả lời. Nghi An quận chúa mệt mỏi không thôi, lúc này không tránh khỏi lên tinh thần, mang theo nụ cười đi vào nhà. Thế tử! Nàng sao lại xuất môn? Ông bệnh mới trở về, Tống Tử Dật ngồi bên cửa sổ, ngước mắt ngắm nhìn trời chiều phía ngoài, sau đó cau mày không vui nhìn về phía Nghi An quận chúa hỏi. Lần sau thiếp sẽ chú ý, Nghi An quận chúa tươi cười đáp, là tứ biểu tẩu dặn ta làm ít chuyện. Ta đương nhiên phải hảo hảo làm cho tốt. Không thể kéo tứ biểu ca ra làm lá chắn, nếu có một ngày, Tống Tử Dật trước mặt tứ biểu ca hỏi tới sẽ không tốt, mà Tống Tử Dật tự chắc là sẽ không đi hỏi tứ hoàng tẩu. Sự tình quan hệ tới tứ hoàng tử phi, Tống Tử Dật biết nói thêm nữa cũng không tốt, sắc mặt hòa hoãn chút ít, hỏi, vậy làm thế nào rồi? Còn cần thêm chút thời gian, Nghi An quận chúa giả vờ than một tiếng, lắc đầu trả lời. Tống Tử Dật thấy sắc mặt Nghi An quận chúa có chút mệt mỏi, nói, nếu khó làm không được, thì nàng nói lại với tứ hoàng tử phi là được, nàng đã tận lực, tứ hoàng tử phi tự sẽ không trách gì. Vâng, nếu thật sự làm không được, thiếp sẽ nói lại với biểu tẩu, Nghi An quận chúa gật đầu. Đang nói chuyện, tiểu nha đầu tiến đến bẩm báo, thế tử, quận chúa, Vũ Di Nương đến đây. Để nàng vào đi, Nghi An quận chúa bị Đổng Khải Tuấn lăn qua lăn lại đã hơn nửa ngày. Toàn thân không có một tia khí lực, giờ mệt mỏi chỉ muốn ngủ, nên không nghĩ muốn hầu hạ Tống Tử Dật. Lúc này Thẩm Thanh Vũ đến, ngược lại vừa vặn thuận thế đem Tống Tử Dật đẩy tới chỗ Thẩm Thanh Vũ. Lại còn có thể tăng thêm danh rộng lượng bác ái của nàng. Thiếp gặp qua thế tử, quận chúa. Thẩm Thanh Vũ một thân xanh biếc, như cành liễu trước gió đi đến, hướng Tống Tử Dật cùng Nghi An quận chúa hành lễ. Muội muội mau đứng lên, ngồi đi, Nghi An quận chúa dịu dàng cười giơ tay ra. Ánh mắt đánh giá Thẩm Thanh Vũ một chút. Tư thái này, có lồi có lõm, đặc biệt là ngực kia, tựa như muốn từ dưới lớp y phục bật ra, quả nhiên là đủ phóng đãng. Tạ quận chúa, Thẩm Thanh Vũ ôn thuận đứng dậy, kính cẩn nghe theo, ngồi trên tú đôn bên cạnh. Ánh mắt không để lại dấu vết liếc Tống Tử Dật. Đêm đó Tống Tử Dật nghênh ngang rời đi, mấy ngày này nàng đi tìm hắn, hắn đều tránh không gặp. Tức giận sao? Hay là bởi vì Tiêu Thanh Ninh? Nên không muốn nhìn thấy nàng. Bất kể là loại nguyên nhân nào, cũng khiến Thẩm Thanh Vũ đứng ngồi không yên. Nàng còn chưa mang thai hài tử, sao có thể để hắn ngó lơ nàng được? Huống chi, nàng còn thích hắn như vậy.
Nói cảm tạ cái gì, Nghi An quận chúa nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Vũ, nụ cười càng thêm dịu dàng, thế tử, thiếp mới từ bên ngoài trở lại, một thân dính bụi, trong lòng vốn định cho người đi gọi Thanh Vũ muội muội đến, thật đúng lúc nàng đã tới đây. Cho nên, để Thẩm Thanh Vũ hầu hạ hắn đi. Quận chúa, thiếp không biết đã quấy rầy ngài cùng thế tử, Thẩm Thanh Vũ thẹn thùng nhìn Tống Tử Dật, vội lên tiếng. Muội muội nói vậy là khách khí rồi, Nghi An quận chúa cười, nghiêng đầu nói với Tống Tử Dật, thế tử nói xem có đúng không? Ta đây còn hy vọng muội muội sớm ngày sinh cho thế tử đứa bé mập mạp nữa đó. Nghi An quận chúa nói thản nhiên, trên mặt không có vẻ gì là không vui, nụ cười lại rất dịu dàng. Tống Tử Dật ngước mắt nhìn Nghi An quận chúa, ánh mắt chứa vài phần âm u, không rõ hương vị bên trong. Nghi An quận chúa làm chính thất, lại không thể mang thai hài tử, còn không thể bỏ. Tống Tử Dật trong lòng rất không vui. Nếu không phải do chính nàng ta ép buộc, làm sao hắn phải rơi vào kết quả này? Quận chúa, thiếp tới là để thỉnh an quận chúa ngài, không biết thế tử cũng ở đây, Thẩm Thanh Vũ giải thích, càng thêm kính cẩn nghe lời. Ngươi không cần khẩn trương như thế, Nghi An quận chúa cười, ngươi có cái gì thiếu, cứ cho người đến nói với ta, ngươi cũng sớm vì Tống gia khai chi tán diệt mới tốt. Hai bên tai Thẩm Thanh Vũ đỏ bừng, cúi đầu. Nghi An quận chúa nhấp miệng cười. Nghe nói thân thể của lão phu nhân không tốt lắm, chừng nào ngươi rảnh rỗi, nên trở về thăm bà một chút. Thân thể lão phu nhân mỗi ngày một tệ đi, mùa xuân còn nhiễm dịch phong hàn. Nghi An quận chúa nói với Thẩm Thanh Vũ, lúc trở về, nhớ thay ta gửi lời hỏi thăm tới mẫu thân ngươi. Vâng, quận chúa, nên trở về tặng thêm trà sâm cho tổ mẫu. Có phải do buổi tối hôm đó, sau mấy ngày nàng mới đưa trà sâm tới, khiến tổ mẫu chịu chút ít dày vò hay không? Nhưng, tại sao Nghi An quận chúa lại muốn nàng trở về? Ý tứ của Nghi An quận chúa rất rõ ràng, muốn lôi kéo La gia. La thị tính tình hung hãn, nàng sao dám nói với bà ta cái gì? La thị là kế mẫu, tính tình hung hãn. Mà phụ thân chỉ sợ là cũng không để nàng vào mắt. Hy vọng duy nhất của nàng chính là tổ mẫu. May mắn nàng đã sớm có chuẩn bị, nắm tổ mẫu trong tay. Hàn huyên thêm đôi câu, cuối cùng Tống Tử Dật tươi cười đứng dậy rời đi, Thẩm Thanh Vũ vội vàng đứng lên đi theo. Nhìn bóng lưng hai người đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Nghi An quận chúa thu liễm lại. Thẩm Thanh Vũ này, bọn họ đều coi trọng nàng ta. Cũng đã nói rõ cho nàng biết, Kiến An Hầu Phủ cần Thẩm Thanh Vũ xuất thân Hưng Ninh Hầu Phủ sinh con cho bọn họ. Kiến An Hầu Phủ và Hưng Ninh Hầu Phủ lại là thế giao, Tống Tử Dật cùng nàng ta từ nhỏ đã quen biết. Trong lòng Tống Tử Dật hiện tại vẫn còn nhớ đến nha đầu Tiêu Thanh Ninh kia. Không tránh khỏi không có được Tiêu Thanh Ninh, sẽ chuyển tình cảm lên người Thẩm Thanh Vũ. Mặc dù Tiêu Thanh Ninh cùng Thẩm gia đã chặt đứt quan hệ, nhưng không thể phủ nhận, trên người Thẩm Thanh Vũ chảy một nửa dòng máu giống Tiêu Thanh Ninh. Kiến An Hầu Phủ hôm nay kiên kỵ mẫu thân nàng là công chúa, sẽ không hưu nàng. Nhưng tương lai thì sao? Nếu Thẩm Thanh Vũ sinh con trai, tương lai sẽ thế nào? Nghi An quận chúa cơ hồ có thể chứng kiến được cảnh tượng thê thảm của mình trong tương lai. Nghi An quận chúa suy nghĩ một lát, hơi nhíu mày, đôi mắt thoáng hiện lên tia kiên định. Tứ biểu ca nhất định muốn thắng. Nhất định phải thắng. Tương lai cho dù không còn mẫu thân là công chúa, vẫn còn có tứ biểu ca là chỗ dựa lớn nhất cho nàng, như vậy Tống gia cũng sẽ không dám động đến nàng. Thẩm Thanh Vũ. Đôi mắt Nghi An quận chúa thoáng hiện lên lệ khí. Lời Đổng Khải Tuấn nói có thể xem là một ý kiến hay. Nàng bị cái đồ tiện nhân Đổng Khải Tuấn ép buộc, vì sao Thẩm Thanh Vũ lại có thể thanh bạch hưởng thụ ôn tình của Tống Tử Dật? Hừ, nếu Thẩm Thanh Vũ bị Đổng Khải Tuấn vấy bẩn, thì... đến lúc đó, còn không phải để nàng tùy ý xoa tròn bóp méo. Hơn nữa, nếu Tống Tử Dật biết, Tống Tử Dật nhất định sẽ giết chết Thẩm Thanh Vũ. Nghĩ tới đây, Nghi An quận chúa không nhịn được run rẩy. Bóng đêm dần dần dày đặc. Kích tình qua đi, Thẩm Thanh Vũ hiền lành hầu hạ Tống Tử Dật rửa sạch thân, sau đó mới lau sạch sẽ thân thể mình, ôm nhu nằm bên người Tống Tử Dật. Ngày nghỉ tân hôn của Tô Phỉ đã hết, phải đi lại bộ báo cáo. Lần này được thăng chức là lại bộ Hữu Thị Lang, cấp tam phẩm. Phong cáo cho Thanh Ninh cũng được Hoàng thượng ban xuống, theo quan cấp của Tô Phỉ, lên làm tam phẩm phu nhân. Tôn Thị ngoài mặt vui mừng, nhưng trong lòng lại cắn răng. Vừa hết ngày nghỉ, sáng sớm hôm sau đã phải lâm triều, sau đó buổi chiều từ lại bộ hồi phủ. Thanh Ninh tuân tuẫn lời của Tôn Thị, mỗi ngày tới thỉnh an một lần, nên mỗi ngày nàng đều đợi Tô Phỉ trở về,
rồi mới cùng hắn đi thỉnh an Tô lão phu nhân và Tôn. Cuộc sống rất có quy luật. Ngày hôm đó, Đồng Liêu mời Tô Phỉ đi uống rượu, Tô Phỉ phái người đưa tin về cho Thanh Ninh. Phải đến buổi tối Tô Phỉ mới có thể trở về, việc thỉnh an này nàng phải đi một mình. Ăn cơm tối xong, Thanh Ninh liền đi đến viện tử của Tôn Thị, sau đó sẽ cùng bà ta đến chỗ Tô lão phu nhân một chuyến, coi như là xong phận sự. À, hôm nay sao chỉ có mình ngươi vậy? Vào phòng, Tôn Thị thấy chỉ có một mình Thanh Ninh, rất kinh ngạc hỏi. Thế tử có người mời uống rượu, tối muộn mới về ạ, Thanh Ninh trả lời. Hừ, Tô Dao ngồi cạnh Tôn Thị, nhịn không được từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, ta lại tưởng trong lòng ngươi sợ hãi, cho nên mỗi ngày đều chờ đại ca trở lại mới dám đi đến thỉnh an chứ. Nàng chưa từng thấy đại ca đối với người nào ôn nhu như thế, làm nàng dâu Tô Gia, Tiêu Thanh Ninh không khỏi cũng quá thoải mái đi. Mỗi ngày phải thỉnh an hai lần, mẫu thân nói không cần, nàng ta liền đã xà tùy côn. Tự cho rằng chính mình vẫn còn là Tiêu Gia đại tiểu thư đây. Giao Nhi, không được vô lễ, Tôn Thị quát to, còn không mau xin lỗi đại tẩu ngươi. Sau đó quay sang cười với Thanh Ninh, nha đầu này đều bị ta chiều thành hư. Tô Dao chu mỏ, hừ một tiếng nghiêng đầu. Mẫu thân, ngài không cần trách tiểu cô nói đúng, trong lòng con thật có chút sợ hãi, Thanh Ninh nhìn Tô Dao, nhàn nhạt cười. Thẳng thắn như vậy, nụ cười trên mặt Tôn Thị có chút cứng lại. Chẳng lẽ sợ chúng ta ăn thịt ngươi, Tô Dao không chút khách khí nói. Thanh Ninh khẽ cười. Ngươi đứa nhỏ này, mau xin lỗi đại tẩu đi, Tôn Thị nhíu mày. Sẽ không, Tô Dao cắn môi, quay đầu sang chỗ khác. Đứa nhỏ này tính tình có chút tùy hứng, ngươi đừng để trong lòng, Tôn Thị vừa cười vừa nói, cảnh tụy viên cách khá xa, lúc đầu ta vốn an bài một viện tử ở gần, nhưng Phỉ Nhi không đồng ý, nếu ngươi thích, cứ nói với ta sẽ cho người làm thu thập để các ngươi dời qua là được. Để nếu Phỉ Nhi không có trong phủ, ngươi ở nhà một mình buồn bực, ở gần thì đi lại cũng tiện, bất quá. Tôn Thị khẽ thở dài một hơi, Phỉ Nhi cố chấp, nếu ngươi muốn dời qua chỗ khác, tốt nhất nên thương lượng với hắn, đến lúc đó ta nói với hắn cũng sẽ dễ dàng hơn. Đây là muốn châm ngòi sao? Đúng là cảnh tụy viên cách khá xa, không tiện để xuyến môn các nàng khơi thông tình cảm. Nói vậy là muốn trách Tô Phỉ lúc trước khư khư cố chấp đây mà. Thanh Ninh nhếch môi, đáp, đa tạ hảo ý của mẫu thân, có điều, con lại thích thanh tĩnh, cho dù cách khá xa, nhưng mỗi ngày đi một chuyến cũng coi như rèn luyện thân thể. Rốt cuộc vẫn là phu thê mới cưới, cho nên Tôn Thị cũng biết một lần khó có thể khuyên thành công, vì vậy cười nói, ngươi nghĩ như vậy, ta an tâm rồi. Tôn Thị cười, còn nữa, qua ít ngày, sắp tới đại hôn của nhị đệ ngươi, ta vốn muốn có thêm người góp sức, nhưng ngươi vừa mới vào cửa, nên cứ an tâm trông nom cảnh tụy viên cho tốt là được rồi. Đại hôn của con trai nàng, là thiên đại hỷ sự, đương nhiên không thể để xảy ra một chút sai lầm. Vâng, mẫu thân, Thanh Ninh gật đầu, khóe môi nở nụ cười thanh đạm. Tôn Ngọc Tuyết, nàng ta muốn vào cửa sao? Tôn Ngọc Tuyết đối với Tô Phỉ đã hết hy vọng rồi sao? Không hề. Đại hôn hôm đó, lời Tôn Ngọc Tuyết nói, Thanh Ninh nghe được rõ ràng, còn cả ngữ khí nói chuyện của nàng ta. Hiển nhiên, Tôn Ngọc Tuyết vẫn còn mơ tưởng đến Tô Phỉ. Nhưng nàng ta lại muốn gả cho Tô Kim. Mặc kệ trong lòng Tôn Ngọc Tuyết nghĩ thế nào, Thanh Ninh vẫn có thể đoán được, chờ Tôn Ngọc Tuyết vào cửa rồi, quốc công phủ sẽ không tránh khỏi bị nháo loạn. Tôn Thị của Tôn Ngọc Tuyết, đến lúc đó, bà cô trở thành mẹ chồng, đối đãi với Tôn Ngọc Tuyết sẽ như thế nào đây? Vẫn đối tốt trước sau như một. Làm sao có thể? Con dâu với cháu gái, thái độ đương nhiên sẽ có sai biệt, huống chi, Tôn Ngọc Tuyết còn lo sợ Tôn Thị muốn trừ khử Tô Phỉ. Ba nữ nhân một sân khấu. Bề ngoài, Tô lão phu nhân cùng Tôn Thị, quan hệ mẹ chồng con dâu không tệ. Mấy ngày liên tiếp, Thanh Ninh cũng có thể nhìn ra được, Tô lão phu nhân đối với Tô Phỉ vô cùng lãnh đạm, nhưng đối với hai huynh muội Tô Dao và Tô Kim lại thật tâm thương yêu. Vẻ mặt Tôn Thị đoan trang, nụ cười ôn hòa, nhìn qua giống như trưởng bối từ ái. Thanh Ninh nhàn nhạt cười nói, đại hôn của nhị đệ chính là đại hỷ sự, con dâu nào có thể đứng nhìn mẫu thân bận rộn. Mẫu thân xin cứ việc phân phó, con dâu nhất định sẽ tận thiện tận mỹ, làm tốt mọi việc. Nụ cười trên mặt Thanh Ninh ôn nhu, giọng nói chân thành. Chỉ có mình các ngươi biết giả bộ thôi sao? Hào phóng hiền lành, ai mà không thế? Kể cả không thế, những người từ nhỏ lớn lên trong cao môn đại hộ, ai cũng sẽ biết cách giả bộ hết thôi. Không cần nàng giúp đỡ,
nhưng thật ra là chột dạ. Bệnh sinh ngăn tại điểm đại hôn của Tô Kim gây ra sự tình gì đến thì đúng hơn. Ngươi vừa mới vào cửa, vẫn còn trong thời gian tân hôn. Sao có thể để ngươi giúp đỡ, ngươi chỉ cần để ý hầu hạ Phỉ Nhi cho tốt là được. Đại hôn của Kim Nhi, tự đã có ta vất vả, không cần ngươi quan tâm. Nụ cười trên mặt Tôn Thị không thay đổi, trong mắt hiện vài phần đề phòng. Thanh Ninh nhìn thấy vẻ đề phòng trong mắt Tôn Thị, khóe miệng cong lên, mẫu thân nói quá lời, gì mà quan tâm với không quan tâm. Đại hôn của nhị đệ là đại hỷ sự trong nhà, con dâu lúc ở nhà mẹ đẻ đã từng tiếp xúc qua công việc vặt, rất dễ dàng theo mẫu thân ngài học hỏi. Là nghe không hiểu ý của mình, hay là hiểu nhưng cố ý giả bộ, khó xử mình. Trong ánh mắt Tôn Thị lộ ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu, thấy sắc mặt Thanh Ninh vẫn như thường, đôi mắt lại càng thanh thấu, không nhìn ra ý tứ gì khác, vì vậy liền cười cười, hòa nhã nói, muốn tiếp xúc với công việc vặt, sau này còn có rất nhiều cơ hội, hiện tại không cần vội. Nếu là việc khác thì còn có thể để nó tiếp xúc một chút, nhưng là đại hôn của Kim Nhi, sao có thể để nó sờ chạm. Tôn Thị nghĩ tới thủ đoạn lần trước của Tô Phỉ, trong lòng không khỏi lộc bột. Hai năm qua, nàng không để phát sinh ra chuyện gì, không phải là không muốn, mà là chưa có cơ hội tốt, tiểu đã tiểu nháo nàng không thèm nhìn trong mắt, đối với nàng, một khi đã ra tay thì phải một kích cất trúng. Tuy không gây ra sự gì to lớn, nhưng mà, ai biết được hắn có lợi dụng cơ hội này mượn tay Tiêu Thị hạ thủ ngáng chân nàng hay không. Cho nên, đại hôn của Kim Nhi, nàng đương nhiên không thể để phu thê bọn họ nhúng tay, nửa điểm cũng không được. Thanh Ninh mỉm cười, vẫn là mẫu thân ngài thương con dâu đành nhàn hạ trốn việc vậy. Trong lòng nàng hiểu rõ Tôn Thị tự chắc sẽ không để nàng nhúng tay, nói như vậy chẳng qua là tìm cách từ chối nàng thôi. Muốn nàng xuất lực cho đại hôn của Tô Kim và Tôn Ngọc Tuyết. Kể cả Tôn Thị có đồng ý, nàng cũng không muốn. Tô Dao nghiêng đầu liếc mắt Thanh Ninh, nhỏ giọng lẩm bẩm, giả mù sa mưa. Thanh Ninh mỉm cười đón ánh mắt Tô Dao. Tô Dao trợn to hai mắt, nhíu mày không cam lòng yếu thế, cùng Thanh Ninh nhìn nhau. Nụ cười bên miệng Thanh Ninh sâu hơn vài phần. Không có quy củ, sao ngươi dám nói đại tẩu ngươi như thế, Tôn Thị nhíu mày, trách Tô Dao, không cho phép ngươi không biết lớn nhỏ như vậy. Tiểu cô tính tình ngay thẳng, con thích, không đợi Tô Dao phản ứng, Thanh Ninh liền đi trước một bước, cười nói, mẫu thân, người nói lời không xuôi tai, còn hơn người trước mặt hòa thuận tốt đẹp, mà sau lưng âm, Thanh Ninh chựng lại, câu tiếp theo không ra khỏi miệng, mắt cười nhìn Tô Dao, tiếp tục, nói đến, cũng là phúc phí của ta. Đây là tiếu lý tàn đao, ám chỉ mình ngoài mặt tử tế, mà lòng dạ âm hiểm. Tôn Thị nhướng mày nhìn Thanh Ninh, nhớ tới thủ đoạn làm việc trước kia của nha đầu này, liền cố đem hồ nghi trong lòng ép xuống, cười khanh khách nói, bởi vì nó nhỏ nhất, trong nhà lại chỉ mình nó là tiểu cô nương, khó tránh khỏi nuông chiều chút ít, ngươi cũng đừng để trong lòng. Mẫu thân yên tâm, con dâu sẽ không để bụng, Thanh Ninh cười gật đầu, lại nói, nghĩ gì nói nấy, con dâu thực yêu thích những người có tính cách thẳng thắn như vậy, thích liền nói là thích, mà ghét liền nói là ghét. Thấy Thanh Ninh nói thế, Tôn Thị bật cười, đang nói chuyện thì đại nha đầu kết hồng bên người Tôn Thị đi vào, nói người bên viện Tôn lão phu nhân đến đây, bảo không cần mọi người đi qua đó thỉnh an. Tôn Thị nhìn đồng hồ báo giờ, suy nghĩ một chút, hỏi, người tới là ai? Có khi nào mẫu thân xảy ra chuyện gì không? Là Song Hỷ tỷ tỷ, nói chiều nay lão phu nhân chỉnh hạ trong vườn hoa, người có chút mệt, muốn nghỉ ngơi sớm, Kết Hồng trả lời. Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi, Tôn Thị gật đầu, Kết Hồng quỳ gối lui ra ngoài. Tôn Thị quay sang nói với Thanh Ninh và Tô Dao, vậy hai con trở về phòng đi, ta đi xem một chút. Tô lão phu nhân nói không cho các nàng đi, nhưng Tôn Thị muốn đi một chuyến, nàng đối với Tô lão phu nhân cho tới bây giờ đều là kính cẩn hiếu thuận, việc hỏi han ân cần từ trước tới nay luôn làm cẩn thận tỉ mỉ, người ngoài chưa từng nhìn ra được một tia sai sót nào. Tô Dao và Thanh Ninh cười đứng dậy quỳ gối cáo từ. Hai người cùng nhau trở về viện của mình. Tôn Thị đứng dậy để Võ Ma Ma giúp nàng sửa sang lại làn váy, lông mày khẽ nhíu, dẫn theo lo lắng, Dao Nhi, nha đầu này, phu nhân, ngài yên tâm đi, tiểu thư là người thông tuệ. Võ Ma Ma vừa không người sửa sang váy cho nàng, vừa an ủi. Rất thiếu kiên nhẫn, tính cách của nha đầu này phải hảo hảo mài dũa mới được, Tôn Thị thở dài, phải tận lực dạy nữ nhi, rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu cô nương, cuộc sống luôn thuận lợi, chưa từng gặp khó khăn ngăn trở, thiếu tôi luyện, tính cách chưa thể trầm ổn. Tôn Thị cúi đầu thấy y phục đã được sửa sang xong, liền đỡ tay Võ Ma Ma đi đến viện tử của Tô lão phu nhân.
Tô Dao ngẩng cao đầu đi phía trước, bộ dáng không thèm để ý, Thanh Ninh không nóng không vội dẫn theo Trà Mai cùng Bạc Hà đi phía sau không xa. Trời đã tối, trăng tròn treo trên ngọn cây, trong bầu trời đêm, thỉnh thoảng có vài ngôi sao lóe lên, trên đường đèn chiếu rất sáng. Đến ngã rẽ, Tô Dao dừng bước, xoay người thấy Thanh Ninh chậm rãi dắt theo nha đầu nhàn nhã tản bộ phía sau, cảm thấy rất không dễ chịu, nàng một đường đi nghẹn khí, thở không ra hơi, ai ngờ người phía sau lại hoàn toàn vô lo như vậy. Thanh Ninh đã đi tới, thấy Tô Dao đứng đó, cước bộ từ từ, mang theo cười nhạt nhìn nàng ta. Tô Dao tức giận, ngươi không cần phải giả mù sa mưa làm bộ hảo tâm. Ta giả mù sa mưa làm bộ hảo tâm, Tôn thị tâm tư sâu như vậy, không ngờ lại dạy nên một Tô Dao thiếu kiên nhẫn như thế. Thanh Ninh nhướng mày, hỏi ngược lại. Mỗi ngày ngươi đều mang theo tươi cười, ai mà biết, dưới nụ cười kia là loại gương mặt gì, Tô Dao nói. Người như vậy là Tôn thị mới đúng. Nụ cười trên mặt Thanh Ninh nhạt vài phần, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Dao, ngươi không thích ta. Thanh Ninh chượng lại, ánh mắt thanh lãnh như nguyệt, đồng dạng, ta cũng không thích ngươi, cho nên, không cần phải nháo lên, lao vào ta như thiêu thân, nếu không ta sẽ không khách khí. Tô Dao không học được vài phần lợi hại ở Tôn thị, đến lúc đó, khẳng định là sẽ chịu không nổi. Tô Dao không ngờ Thanh Ninh lại trực tiếp nói thế, sắc mặt lập tức vừa trắng vừa đỏ, cắn môi, ngươi uy hiếp ta, ta sẽ nói với đại ca. Nói cho Tô Phỉ. Thanh Ninh cười nhạt gật đầu, ta chờ. Nói xong lướt qua Tô Dao hướng Cảnh Tụy Viên đi đến. Tô Dao nổi cáo, nhưng nghĩ đến Tô Phỉ đối với người muội muội là nàng luôn vô cùng lãnh đạm, âm thanh liền mang vài phần không lo, ngươi cứ chờ đi, ta nhất định sẽ nói cho đại ca. Tiểu thư, ngài không nên trúng kế kích tướng của thế tử phu nhân. Ngài cùng thế tử là thân huynh muội, thế tử cùng thế tử phu ân tình cảm vừa chớm, nếu ngài đến trước mặt thế tử tố cáo thế tử phu nhân, thế tử chắc chắn sẽ mất hứng. Nha đầu Đông Tuyết phía sau Tô Dao nhỏ giọng khuyên. Đông Tuyết và Thu Cúc đều là nha đầu được Tôn thị chọn lựa kỹ càng, được võ ma ma dạy nên người, Thu Cúc thông minh, Đông Tuyết trầm ổn. Đúng vậy, tiểu thư ngài ngàn vạn đừng để trúng kế, Thu Cúc gật đầu đồng ý lời Đông Tuyết, ban đêm gió mát, hay là tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đúng thế, đại ca cho tới bây giờ đối xử với người trong nhà không quá thân cận, đối với nàng và nhị ca cũng rất lãnh đạm. Những ngày vừa rồi, nàng nhìn ra được, tình cảm của đại ca và Tiêu Thanh Ninh khá là ngọt ngào suôn sẻ, nếu nàng tới trước mặt đại ca cáo trạng, nói không chừng đại ca sẽ dạy dỗ ngược lại nàng. Sắc mặt Tô Dao thay đổi, cau mày nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thanh Ninh đi xa, dẫn theo hai nha đầu xoay người đi về viện tử của mình. Trở về Cảnh Tụy Viên, Thanh Ninh rửa mặt, thay y phục nhẹ nhàng, đầu tóc lau khô thả ở sau người, không biết lúc nào Tô Phỉ mới trở về, nên phân phó phòng bếp nấu ít canh giải rượu. Sau đó cầm rổ may vá đi ra, làm tiểu y phục cho đôi song sinh trong bụng Lý Vân Nương, bên cạnh chỉ để lại Ngọc Trâm cùng Trà Mai hầu hạ. Tiểu y phục cho tiểu hài tử thật là đáng yêu, Ngọc Trâm cầm lấy một đôi giày nhỏ đã làm xong, vui sướng hài lòng khen. Nói xong cao hứng nhìn Thanh Ninh, không biết khi nào tiểu thư mới sinh tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đây. Động tác của Thanh Ninh hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Ngọc Trâm, sắc mặt có chút đỏ, ba hoa. Tiểu thư, bọn nô tỳ đều rất chờ đợi đó, Ngọc Trâm hì hì cười. Trà Mai cũng cười gật đầu. Thanh Ninh buông châm trong tay xuống, trong mắt mang theo chờ mong, đưa tay vuốt ve bụng phẳng. Hài tử sao? Nàng cũng ngóng trông. Dựa theo mức độ hoàn hảo của nàng cùng Tô Phỉ, rất nhanh sẽ có. Phu nhân, để ngày mai làm tiếp đi, ngài đã làm một hồi rồi, dễ bị tổn thương mắt, đã canh hai, hay là ngài đi nghỉ ngơi trước? Trà Mai khuyên. Ừ, dọn lại đi. Thanh Ninh để đồ trong tay xuống. Trà Mai đem rổ may vá thu vào. Thanh Ninh không đi nghỉ, để Ngọc Trâm ngâm trà, ngồi trên giường, bày cờ ra chơi, chơi xong, lại để Ngọc Trâm cùng Trà Mai mang cờ ra ghế ngồi chơi với nhau, nàng nửa nằm nửa ngồi trên giường xem hai người bọn họ đánh cờ. Phu nhân, thế tử đã về, đến canh ba mới có một bà tử tiến tới bẩm báo. Thanh Ninh đang xem cờ liền lập tức thanh tỉnh lại. Vội vàng phân phó Ngọc Trâm đến phòng bếp lấy canh giải rượu. Tô Phỉ sắc mặt bình thường, ánh mắt thâm thúy, cước bộ trầm ổn, trên người mang theo nồng đậm mùi rượu, thấy Thanh Ninh còn chưa ngủ, trong lòng vừa cao hứng vừa mang vài phần đau lòng, đã trễ thế này sao nàng còn chưa ngủ. Ta chờ chàng về, Thanh Ninh đỡ cánh tay hắn, hỏi, uống bao nhiêu vậy? Không có nhiều, Tô Phỉ cười, sau này nếu ta về muộn, nàng cứ nghỉ ngơi sớm đi, không cần chờ ta. Được.
Thanh Ninh gầu cái canh giải rượu vào phòng, đưa tay tiếp đến trước mặt Tô Phỉ, đây là canh giải rượu, chàng uống đi rồi đi rửa mặt. Tô Phỉ đưa tay đón lấy. Vừa nãy nô tỳ gặp Tùng Một trong sân, hắn nói đêm nay thế tử uống không ít, Ngọc Trâm nhỏ giọng nói. Thanh Ninh khẽ gật đầu, nhìn sắc mặt bình thường của Tô Phỉ, không nói gì. Uống xong canh giải rượu, rửa mặt một phen, Thanh Ninh hầu hạ Tô Phỉ lên giường, để Ngọc Trâm cùng Trà Mai trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình cũng lên giường chuẩn bị ngủ. Mới vừa rón rén lên giường, mắt Tô Phỉ đang nhắm liền vọt mở ra, ánh mắt lạnh lùng. Thanh Ninh vội vàng dừng động tác, ngồi trên giường, ôn nhu hỏi, sao vậy, có phải muốn uống nước không? Tô Phỉ mặt mày nhu hòa xuống, ánh mắt mang vài phần mê ly vì say rượu, vươn tay, ôm lấy Thanh Ninh, không sao, ngủ đi. Thanh Ninh nằm xuống, tìm vị trí thoải mái, nghe được âm thanh hô hấp đều đều, cùng tiếng tim đập hữu lực của Tô Phỉ, một hồi lâu mới mở mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của hắn. Uống nhiều rượu như thế mà vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác, một khắc đều không buông lỏng. Trong lòng Thanh Ninh bất giác có chút đau xót, hướng ngực hắn rút vào, nhắm mắt lại. Như Nghi An quận chúa mong đợi, mùng 6 tháng 4 hôm đó, trời trong nắng ấm, cảnh xuân tươi đẹp, Thẩm Thanh Vũ chuẩn bị lễ, dẫn theo Tuyết Lan cùng hạnh nhân trở về Hưng Ninh hầu phủ. Đại cô nãi nãi, ngài đã về rồi, lão phu nhân mới uống thuốc, vừa nằm ngủ một chút. Mới vào đào nhiên cư, Lâm Ma Ma vẻ mặt tươi cười từ trong nhà ra đón, âm thanh giảm thấp nói, nói xong để đám người Thúy Trân và Thúy Lan tiếp lễ vật. Đang ngủ sao, vậy ta qua nhìn tổ mẫu một chút, Thẩm Thanh Vũ cười hướng phòng ngủ của lão phu nhân đi đến. Đại cô nãi nãi, lão phu nhân gần đây buổi tối ngủ không được ngon, nếu bây giờ ngài tới, lão phu nhân không chừng bị thức giấc. Chi bằng, đại cô nãi nãi ngài chờ một chút, chờ lão phu nhân ngủ một giấc ngon tỉnh dậy, rồi tới thăm lão nhân gia bà, có được không, Lâm Ma Ma không người. Thẩm Thanh Vũ nhăn mày, nghi hoặc nhìn Lâm Ma Ma, thấy sắc mặt Lâm Ma Ma vẫn như thường, không có vẻ gì kỳ quái, suy nghĩ một chút, thuận theo ý tứ Lâm Ma Ma, đáp, vậy ta đi bái kiến mẫu thân trước. Vâng, Lâm Ma Ma trả lời. Ra khỏi đào nhiên cư, Thẩm Thanh Vũ dừng cước bộ, nghiêng đầu nói với Tuyết Lan, ngươi cũng đã lâu không được gặp tỷ tỷ, mau đi tìm nàng nói chuyện đi. Sắc mặt Tuyết Lan vui mừng, gật đầu, vâng. Đối với thứ nữ Thẩm Thanh Vũ này, thái độ của La Thủy Nguyệt vô cùng lãnh đạm. Thẩm Thanh Vũ cũng không thèm để ý, hàng huyên đôi câu liên quan đến việc nhà, sau đó mới nói, mẫu thân, quận chúa và phu nhân nói, ngày nào đó mời mẫu thân qua uống trà, có được không? Thẩm Thanh Vũ là quý thiếp của Tống Tử Dật, nhưng quý thiếp thì vẫn là thiếp mà thôi. Thẩm Thanh Vũ này lại nói Kiến An hầu phu nhân Trương Thị và Nghi An quận chúa muốn thỉnh mình qua uống trà, đang yên đang lành lại muốn mời mình, liệu có chuyện gì tốt? Hưng Ninh hầu phủ chỉ là cái vỏ rỗng, Thẩm Phong có bao nhiêu phân lượng, trong lòng nàng biết rõ. La Thủy Nguyệt nghĩ một phen, nhìn Thẩm Thanh Vũ nói, thay ta tạ ơn thịnh tình của quận chúa và phu nhân, có điều, ta chỉ sợ gần đây quá bận rộn, không có thời gian. Đương nhiên là phải đợi mẫu thân ngài có thời gian rảnh rỗi mới tiện, Thẩm Thanh Vũ khéo hiểu lòng người, đáp. La Thủy Nguyệt không muốn cùng nàng nói lời khách sáo nữa, giờ này chắc tổ mẫu ngươi cũng dậy rồi. Vậy nữ nhi đi xem tổ mẫu một chút, cáo từ trước, Thẩm Thanh Vũ gấp rút đứng dậy, quỳ gối. Ừ đi đi, hảo hảo hầu hạ tổ mẫu ngươi, hôm nay trong phủ chỉ còn một đứa nhỏ Nghiên Nhi, tổ mẫu ngươi tịch mịch lắm, ngươi cùng bà hảo hảo nói chuyện, La Thủy Nguyệt dặn dò. Thẩm Tránh cùng toàn gia đã nhà ra ngoài, nỗ lực lâu như vậy, bụng nàng vẫn chưa thấy có tin tức, hầu phủ hiện tại rất vắng lạnh. Ra khỏi phòng, Thẩm Thanh Vũ đụng phải Thẩm Thanh Nghiên đang đi đến thỉnh an La Thủy Nguyệt. Nhị muội muội. Thẩm Thanh Vũ thân mật đi tới. Đại tỷ tỷ. Thẩm Thanh Nghiên mặc một thân áo xuân hoàng lục, tướng mạo ôn nhu, duyên dáng yêu kiều, nụ cười ôn thuận, phúc thân thi lễ với Thẩm Thanh Vũ. Mau đứng lên, chúng ta đã lâu không gặp. Thẩm Thanh Vũ cười, duỗi tay nắm chặt tay Thẩm Thanh Nghiên. Đúng là lâu ngày không gặp, đại tỷ tỷ có tốt không? Hôm nay trở về là để thăm tổ mẫu sao? Thẩm Thanh Nghiên cười hỏi. Ta tốt lắm, Thẩm Thanh Vũ trả lời, còn ngươi, có tốt không? Di nương có khỏe không? Tạ đại tỷ tỷ lo lắng, ta và di nương đều tốt. Thẩm Thanh Nghiên cười đáp. La Thủy Nguyệt mặc dù không quan tâm đến nàng, nhưng ngược lại cũng không hề khắt khe. Cả phủ chỉ có mình nàng là tiểu bối, cộng thêm nàng luôn tận lực lấy lòng, hôm nay vẻ mặt bà ta đối với nàng đã ôn hòa vài phần. Vậy ta qua chỗ tổ mẫu trước, đợi lát nữa quay lại tìm ngươi nói chuyện, Thẩm Thanh Vũ cười nói, được,
Thẩm Thanh Nghiên thuận theo cười gật đầu, đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Vũ rời khỏi, lúc này mới hướng phòng La Thủy Nguyệt đi đến. Tới Đào Nhiên cư, đúng lúc lão phu nhân vừa tỉnh ngủ, Thẩm Thanh Vũ vào phòng, vội vàng cười nói, đích thân hầu hạ lão phu nhân mặc quần áo, chải đầu, sau đó cùng lão phu nhân nói chuyện phiếm đến giờ cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, Thẩm Thanh Vũ vẫn như khi còn ở Thẩm gia, đi rót cho lão phu nhân một chén trà sâm. Nha đầu này, về nhà mẹ đẻ thì tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt, không cần hầu hạ lão bà tử ta, lão phu nhân nhìn trà sâm, cười đưa tay, vẻ mặt hiền lành. Thẩm Thanh Vũ nhìn kỹ sắc mặt lão phu nhân, vừa cười vừa nói, có thể hầu hạ tổ mẫu là phúc phận của cháu gái. Bạch Nhãn Lang. Lão phu nhân thầm rủa một câu, cúi đầu uống trà, rũ mi che giấu lệ quang dưới đáy mắt. Muốn sinh con trai để đứng vững chân trong Tống gia. Nằm mơ. Tiểu độc phụ. Cứ từ từ nếm mùi hy vọng vô tận rồi rơi thẳng xuống tuyệt vọng đi. Đợi đến khi mặt trời ngã về Tây, Thẩm Thanh Vũ mới cáo từ. Xe ngựa chạy nhanh về phía trước được một lúc, Thẩm Thanh Vũ mới nhìn sang Tuyết Lan hỏi, ta thấy tổ mẫu tiều tụy không ít, tỷ tỷ ngươi có nói gì không? Tuyết Lan suy nghĩ một hồi, trả lời, ngược lại tỷ tỷ lại không nói gì khác, chỉ nói bệnh của lão phu nhân lúc tốt lúc xấu, tối hôm qua còn rút gân. Ừ, xem ra là chưa phát giác ra cái gì, Thẩm Thanh Vũ bớt lo lắng một chút, tiếp trà hạnh nhân đưa tới, không hỏi nữa. Di nương, vừa nãy tỷ tỷ của nô tỳ nói, mấy ngày trước hình như có thấy quận chúa ở Nam Thành. Tuyết Lan nhìn hướng màn xe, sau đó nhích lại gần Thẩm Thanh Vũ, giảm thấp âm thanh khẽ nói. Thúy Lan là đại nha đầu bên cạnh lão phu nhân, tự nhiên có thể nhận ra Nghi An quận chúa. Nam Thành, Thẩm Thanh Vũ nghiêng đầu. Vâng, nô tỳ có người họ hàng xa ở Nam Thành, mấy ngày trước tỷ tỷ có việc đến đó, nói hình như là nhìn thấy quận chúa, Thúy Lan nhỏ giọng trả lời. Cũng có khi quận chúa tới đó làm việc, Thẩm Thanh Vũ không để ý lắm. Hạnh nhân bên cạnh vẫn quy củ rót trà cho Thẩm Thanh Vũ, miệng không nói chen vào, đầu cũng không hề ngẩng lên. Tuyết Lan lại nói, di nương chẳng lẽ không cảm thấy quận chúa có chút kỳ quái sao, mùng 1/15 mỗi tháng đều xuất phủ. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Thanh Vũ cũng tuôn một tia hồ nghi. Nghi An quận chúa thường xuyên xuất phủ, hoặc là tiến cung, hoặc là dự tiệc, hoặc là về thăm nhà mẹ đẻ, bởi vì người Kiến An hầu phủ lòng dạ đều biết rõ, Nghi An quận chúa cùng tứ hoàng tử quan hệ rất tốt, xuất môn không chừng là để làm việc gì đó giúp tứ hoàng tử, cho nên Trương Thị và Tống Tử Giật đều không nói gì. Nhưng mà, Tuyết Lan nhắc tới điều này làm Thẩm Thanh Vũ nhíu mày, cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nghi hoặc. Nghi An quận chúa mỗi tháng cứ mùng 1 và 15 đều kiên trì đúng giờ xuất phủ, giống như người ăn chay đúng giờ đi niệm Phật. Hay thật sự có chuyện gì đó? Hai lần gần nhất, mỗi khi trở lại, Nghi An quận chúa cho dù đã cực lực che giấu, cũng không thể giấu hết được thần sắc mệt mỏi không thôi. Hay là có chuyện gì đó không muốn người khác biết? Bản thân nàng tại Kiến An hầu phủ hôm nay có vài phần thể diện, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một thiếp thất. Thẩm Thanh Vũ trầm mặt, trong lòng so đo một phen, nhìn Tuyết Lan thấp giọng phân phó, mấy ngày nữa tới 15, đến lúc đó, ngươi đi theo nàng ta xuất phủ xem một chút. Vâng, Tuyết Lan cúi đầu, cao hứng đồng ý. Nàng nghĩ, chỉ cần mình một lòng vì Di Nương làm việc, được Di Nương tín nhiệm, đến lúc đó, không tránh khỏi Di Nương sẽ cho nàng một ân điển, để nàng được hầu hạ thế tử gia. Cẩn thận một chút, đừng để nàng ta phát hiện, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi, Thẩm Thanh Vũ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng dặn dò. Nghi An quận chúa là chính thất, nàng ta đối với mình tốt, chẳng qua là bởi vì nàng ta không thể sinh hài tử, cộng thêm người Tống gia đang cho mình chỗ dựa mà thôi. Mình là thiếp, nếu nàng ta muốn hạ thủ, chẳng phải quá dễ dàng. Huống chi Tuyết Lan chẳng qua chỉ là một tiện nô tỳ. Nghi An quận chúa không biết Thẩm Thanh Vũ đã cho người theo dõi nàng. Đúng hẹn, 15 hôm đó, ăn điểm tâm xong liền chuẩn bị xuất phủ. Người Tống gia tập mãi đã thành thói quen, đối với việc Nghi An quận chúa xuất phủ, Trương Thị càng không ngăn cản, chỉ dặn dò vài câu, nói nàng về sớm một chút. Đối với đứa con dâu Nghi An quận chúa này, kể từ khi nàng sảy thai, không thể tiếp tục sinh con, trong lòng Trương Thị rất không vui, nhưng bởi vì Nghi An quận chúa mà hầu phủ cùng tứ hoàng tử đã thắt chặt quan hệ. Quan lộ của hầu gia Tống Thư Thành cùng con trai Tống Tử Giật đều lưu loát hơn chút ít, còn có nữ nhi cũng bởi vì dựa vào Nghi An quận chúa mà nhất định có thể gả cho vương công quý tộc. Cho nên mặc dù không thể sinh con được, nhưng lợi ích Nghi An quận chúa mang đến thật sự khá nhiều. Hơn nữa còn phủ công chúa chống lưng phía sau, vì vậy Trương Thị tuy không thích đứa con dâu này,
nhưng chỉ dám để trong lòng, xưa nay đối đãi với Nghi An quận chúa vẫn luôn tỏ vẻ yêu thương phải phép. Nghi An quận chúa tất nhiên cũng thuận theo. Tuyết Lan được Thẩm Thanh Vũ phái đi, từ sớm đã ra khỏi phủ, thuê một chiếc xe ngựa đứng chờ trong hẻm nhỏ cách Kiến An hầu phủ không xa, chỉ chờ xe ngựa quận chúa ra khỏi hầu phủ, Tuyết Lan liền bảo phu xe theo đuôi, giữ khoảng cách xa xa. Tuyết Lan cho nhiều tiền bạc, phu xe cũng biết Cao Môn đại hộ có lắm thị phi, cho nên tự chiếu theo lời Tuyết Lan phân phó mà đi theo. Một đường hướng phía nam chạy tới. Tuyết Lan xốc rèm xe, liếc nhanh ra phía ngoài. Lại là Nam Thành. Tuyết Lan nhìn hướng xe ngựa của Nghi An quận chúa, thấy Nghi An quận chúa mang theo màn che xuống ngựa, dẫn theo hai nha đầu đi vào một tiểu viện tử. Tuyết Lan cau mày, trong mắt cơ hồ ẩn ẩn hưng phấn. Chẳng lẽ quận chúa thật sự có gì đó mờ ám? Thúy Lan tỷ tỷ lúc trước ở đây đụng phải quận chúa, hôm nay chính nàng cố ý bám đuôi, quận chúa lại tới nơi này. Có chuyện gì mà cứ phải chạy đến Nam Thành thương nghị? Tiểu viện tử kia thoạt nhìn rất bình thường, không thấy có gì đặc biệt. Tuyết Lan suy nghĩ một chút, buông rèm xuống, cầm chút ít bạc vụn đưa cho phu xe, chỉ vào quán rượu nhỏ cách đó không xa, bảo hắn qua đó uống rượu. Quán rượu nhỏ cách khá gần, lúc nào nàng muốn đi, thì sẽ qua gọi hắn. Tiền bạc cho không ít, lại không cần đánh xe, còn có rượu uống, phu xe đương nhiên nửa câu cũng không nói, vô cùng cao hứng tiếp bạc đi tử quán. Tuyết Lan vén rèm, nhìn chăm chú nhìn vào tình hình viện tử bên kia, nửa điểm cũng không dám buông lỏng. Đến sau giờ ngọ, thời điểm mặt trời bắt đầu ngã về Tây, mới thấy chủ tớ ba người Nghi An quận chúa đi ra, lên xe ngựa rời đi. Đây là... Tuyết Lan nhìn xe ngựa kia đi xa, đưa ánh mắt nhìn lại viện tử. Cửa tiểu viện tử đóng chặt. Tuyết Lan đợi thật lâu, đợi đến lúc nàng sắp chuẩn bị gọi phu xe trở lại, cửa tiểu viện tử đột nhiên mở. Hai gã sai vặt mặc y phục xanh đi ra, một người cợt nhã, một người cúi đầu khom lưng, đằng sau hai người là một công tử cẩm y ngọc bào, dung mạo tuấn tú, chỉ là công tử kia mặt mày lúc này mang theo chút tà khí, nhìn vào thì thấy là người tâm thuật bất chính. Tay Tuyết Lan có chút căng thẳng, vội buông rèm xuống, đến khi nàng vén rèm lên, ba người đã lên xe ngựa dừng ở cửa tiểu viện tử. Công tử, hồi phủ, hay là đi đâu chơi bây giờ? Đi cùng Phương Cát, gia đêm nay muốn cùng hoa mẫu đơn thổi tiêu, con điếm nhỏ ở đó há miệng thật sự là mất hồn, ha ha ha, tiếng cười mang theo dâm ý không che đậy, âm thanh dần dần đi xa. Tuyết Lan trong lòng cả kinh, gấp rút buông rèm lấy tay che miệng lại, gương mặt mắt cỡ đỏ bừng. Chờ xe ngựa kia đi xa, Tuyết Lan mới bình tĩnh lại, nhớ tới dung mạo của vị công tử ban nãy. Công tử đó, hình như là Đổng gia công tử Đổng Khải Tuấn. Tại thời điểm Tết Đoan Ngọ năm ngoái, đứng ở xa xa nàng cũng từng nhìn thấy qua Đổng gia công tử. Quận chúa cùng Đổng Khải Tuấn vì sao phải lén lén lút lút gặp mặt ở Nam Thành? Chẳng lẽ là cô nam quả nữ? Huống chi, Đổng Khải Tuấn này còn nổi danh háo sắc. Vậy, Nghi An quận chúa cùng hắn ở chỗ này. Yêu đương vụng trộm. Đôi mắt Tuyết Lan sáng ngời, trong lòng nhất thời mừng như điên. Nghĩ tới đây, Tuyết Lan lại vén rèm lên quan sát một hồi, thấy không có thêm ai khác đi ra, lúc này mới thôi. Tim trong ngực Tuyết Lan nhảy bình bịch. Quận chúa nàng ta thật sự hồng hạnh xuất tường. Chuyện này nếu thế tử cùng hầu gia và phu nhân biết, Nghi An quận chúa nhất định không có kết cục tốt. Kể cả nàng ta có là quận chúa, trên người chảy huyết mạch hoàng gia, nhưng việc này vỡ lỡ ra, nàng ta chính là một dâm phụ, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng sẽ không bảo vệ nàng ta. Dâm phụ vô liêm sỉ như thế, Tống gia sao chịu chứa chấp nàng ta nữa. Đến lúc đó, chỉ có hai con đường để chọn. Một là chết, hai là xuất gia làm ni cô. Nghĩ tới tướng mạo đường đường của Tống Tử Dật, trong lòng Tuyết Lan liền tuôn ra cuồng nộ. Hừ, bản thân không thể sinh hài tử đã là cái tội, lại còn hồng hạnh xuất tường. Đồ con điếm không biết xấu hổ. Thứ dâm phụ chết không được tử tế. Tuyết Lan ở trong lòng mắng Nghi An quận chúa một trận. Sau đó trên mặt lóe hào quang vui sướng. Tống gia không dung được Nghi An quận chúa, có khi nào di nương sẽ được lên làm chính thất. Tống gia cùng Thẩm gia là thế giao. Từ sau khi di nương tới Kiến An hầu phủ, hầu gia, phu nhân cùng thế tử đối với nàng đều rất tốt. Phía nhà mẹ đẻ, di nương có La gia của kế mẫu, thế lực rất cứng rắn. Nếu di nương lên chính thất, tương lai chính là Kiến An hầu phủ phu nhân, cũng có thể ra mặt nạp thêm nữ nhân vào phủ. Tuyết Lan càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Nếu Di Nương lên chính thất, là do nàng lập được công lớn, không thiếu được sau này nàng nhất định có thể trở thành Di Nương. Tuyết Lan nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt như nở hoa, chờ một hồi mới gọi Phu Sen đến, hồi phủ. Trở lại hầu phủ dĩ nhiên đã đến giờ lên đèn, Tuyết Lan từ cửa sau vào hầu phủ, tâm hoa nộ phóng hướng viện tử Thẩm Thanh Vũ bước nhanh tới. Thẩm Thanh Vũ vừa dùng xong cơm tối, hạnh nhân đang hầu hạ nàng rửa tay, súc miệng. Di Nương, Tuyết Lan quỳ gối hành lễ. Thẩm Thanh Vũ ngước mắt nhìn Tuyết Lan, thấy đôi mắt nàng tỏa sáng, từ một câu, đã về rồi sao? Vâng, trong giọng nói của Tuyết Lan không ngăn được vui sướng. Rửa sạch tay, súc miệng xong, Thẩm Thanh Vũ đuổi hết người đi, ngồi trên ghế họ mày có phát hiện được gì không? Di Nương, Tuyết Lan muốn nói lại thôi, mắt nhìn hạnh nhân. Cũng không sao, hạnh nhân từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Di Nương, mình mới đến bên Di Nương chưa được 2 năm, tự so tình cảm của mình và Di Nương không được như với hạnh nhân, huống chi hôm đó, lúc Di Nương phân phó mình, cũng là phân phó ngay trước mặt hạnh nhân. Suy nghĩ một chút, Tuyết Lan nói, quận chúa lại đi Nam Thành, là gặp Đổng gia công tử, Đổng Khải Tuấn. Ngươi nói gì? Ngươi nói quận chúa gặp ai? Sắc mặt Thẩm Thanh Vũ trắng nhợt, hỏi, siết chặt khăn gấm trong tay, thanh âm có chút run rẩy. Hạnh nhân đứng bên cạnh cũng trắng mặt, cúi đầu cực thấp, chỉ hận lẽ ra không nên nghe được mấy lời này mới tốt. Trong lòng hạnh nhân rất hối hận, vừa rồi tại sao không cùng tiểu nha đầu lui ra ngoài? Là Đổng Khải Tuấn công tử, quận chúa liên tục cùng Đổng công tử ở trong tiểu viện tử, nô tỳ chờ mãi cũng không thấy có thêm ai khác ra vào, Tuyết Lan trả lời. Quận chúa cùng Đổng Khải Tuấn. Bọn họ có chuyện quan trọng gì muốn che giấu? Đổng Khải Tuấn là biểu đệ của tứ hoàng tử, chuyện quan trọng gì mà khiến hắn chạy đến Nam Thành cùng quận chúa bàn luận? Đổng Khải Tuấn chẳng phải là kẻ hoa tâm ngu ngốc sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Thẩm Thanh Vũ ngày càng tái nhợt, càng lúc càng ngưng trọng. Di Nương, quận chúa không biết liêm sĩ, làm ra chuyện dâm đảng hạ lưu như thế, ngài nên sớm đem chuyện này nói cho thế tử, Tuyết Lan lòng đầy căm phẫn. Im miệng. Quận chúa là người để ngươi tùy tiện bố trí sao? Đôi mắt Thẩm Thanh Vũ lóe ngoan lệ, quát lên. Di Nương, Tuyết Lan cắn cắn môi, ủy khuất nhìn Thẩm Thanh Vũ, nô tỳ không có bố trí, là nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Thế tử, tốt như vậy, không thể để cho thế tử bị che mắt. Im miệng, Thẩm Thanh Vũ tái mặt, nghiêm nghị nhìn Tuyết Lan, lại nhìn thoáng qua hạnh nhân, nghiêm khắc dặn dò, chuyện này, các ngươi ai cũng không được lộ một chữ ra ngoài. Thẩm Thanh Vũ nghiêm khắc, Tuyết Lan có chút sợ hãi, nhưng vẫn không cam lòng, ngập ngừng, Di Nương, không thể giấu thế tử, quận chúa phóng đảng, ở bên ngoài dâm loạn, thế tử tốt hơn nên. Một chữ cũng không được lộ, nếu không, không đợi người khác ra tay, chính ta sẽ ngay lập tức loạn côn đánh chết ngươi, Thẩm Thanh Vũ lạnh giọng. Đúng là thứ nô tài không có đầu óc. Bắt trộm phải bắt quả tang, bắt kẻ thông dâm phải bắt cả hai, nàng có chứng cứ gì mà dám đi nói Nghi An quận chúa trộm hán tử, cẩu thả với người khác. Không bằng không chứng sao dám tới trước mặt Tống Tử Giật bàn lộng thị phi. Nghi An quận chúa cùng Đổng Khải Tuấn có thể làm ra chuyện ác tha như thế, ai dám chắc bọn họ không có phòng bị. Đến lúc đó, nếu Nghi An quận chúa trả đũa, không tránh khỏi chính nàng bị nàng ta trả thù. Hơn nữa, điều khiến nàng sợ hãi nhất là Nghi An quận chúa là con gái của công chúa, là cháu gọi hoàng thượng bằng cậu, hôn sự của nàng tất cả là do hoàng thượng tự mình ban cho. Nếu nàng tiết lộ chuyện này cho Tử Giật ca ca, Tử Giật ca ca sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Huống chi, mất mặt không chỉ có Tống gia và phủ công chúa, mà còn cả thể diện của hoàng gia. Đến lúc đó, chỉ sợ chủ tớ các nàng đều sẽ bị người diệt khẩu. Di Nương, quận chúa làm ra loại chuyện này, thế tử chắc chắn sẽ hưu nàng ta. Di Nương ngài cùng thế tử từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhà lại là thế giao, bởi vì quận chúa thân phận cao quý nên mới không có cách nào. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, thế tử cùng phu nhân lại rất yêu thương ngài, chắc chắn sẽ đưa ngài lên làm chính thất, Tuyết Lan dương ánh mắt chờ mong nhìn Thẩm Thanh Vũ, dè dặt nói. Thẩm Thanh Vũ giật mình, suy nghĩ thật lâu, ngước mắt lên tiếng, Nghi An quận chúa trên người chảy huyết mạch hoàng gia, nếu chuyện này lộ ra ngoài, tới lúc đó, không chỉ hai người các ngươi, mà cả ta nói không chừng cũng sẽ toi mạng. Cho nên, không cho phép các ngươi được lộ nửa chữ ra ngoài. Lên làm chính thất. Nàng cũng muốn lắm. Nhưng nàng đã bị hủy dung. Tống gia sẽ cho một nữ nhân bị hủy dung mạo lên làm chính thất của Tử Giật ca ca sao? Sẽ không. Chính thất của Tử Giật ca ca sau này sẽ là hầu phủ phu nhân, là chủ mẫu Tống gia,
có trách nhiệm lui tới quan hệ với các vị phu nhân quyền quý, đại diện cho thể diện của Tống gia. Tống gia làm sao chấp thuận cho nàng ngồi lên vị trí này? Nếu chuyện này lộ ra, không tránh khỏi sẽ liên lụy đến cái mạng nhỏ của nàng, kể cả nàng có may mắn trở ra, bảo vệ được tính mệnh, nhưng sau đó thì sao? Ngồi nhìn Tử Dật ca ca cưới quý nữ khác ư? Không được. Cưới quý nữ khác, tương lai đứa trẻ mà quý nữ đó sinh ra, sẽ danh chính ngôn thuận trở thành trưởng tử, đích nữ, vậy con của nàng sao còn có thể tự mãn được nữa? Thay vì vậy, chi bằng cứ giữ lại kẻ không thể sinh con như Nghi An quận chúa ngồi tại vị trí này vẫn hơn. Tuyết Lan nghe xong, toàn thân như bị đưa vào hầm băng, hoảng sợ quỳ xuống, di nương yên tâm, nô tỳ sẽ không nói nửa chữ ra ngoài. Nàng nhất thời kích động quá mức, quên mất một khi có chuyện xấu xảy ra trong Cao Môn đại hộ, chắc chắn bọn người trên sẽ lặng yên không một tiếng động, đem những kẻ biết chuyện đi xử lý. Huống hồ, Nghi An quận chúa còn là con gái của công chúa. Thẩm Thanh Vũ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tuyết Lan, quay sang phân phó Hạnh Nhân, "Hạnh Nhân, ngươi đưa Tuyết Lan trở về phòng, để nha đầu khác theo giúp ta qua bên quận chúa thỉnh an là được." "Vâng, di nương." Hạnh Nhân cúi đầu đáp, đưa tay đỡ Tuyết Lan đi ra ngoài. Ra cửa, cước bộ của Tuyết Lan cơ hồ nhũng ra, duỗi tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Hạnh Nhân, môi trắng bệch mấp máy, lẩm bẩm, "Hạnh Nhân, có khi nào chúng ta sẽ chết?" Hạnh Nhân cúi mi, nhỏ giọng nói, "Nghe lời di nương, coi như hôm nay ngươi chưa từng xuất phủ, không nhìn thấy gì cả." Tuyết Lan gật đầu, cắt cao nắm lấy tay Hạnh Nhân, giống như muốn hấp thụ chút khí lực từ trên người nàng. Thẩm Thanh Vũ chống tay lên trán nhìn ngọn đèn trên bàn. Không thể đâm phá. Có điều, chuyện này ngược lại có thể dùng để chế trụ tiện nhân Nghi An quận chúa kia. Đúng vậy, phải từ từ mưu tính, đem chứng cớ nắm chặt trong tay mình. Thẩm Thanh Vũ quyến rũ cười, gọi một nha đầu tiến vào, đứng dậy ra khỏi phòng, đi viện tử của Nghi An quận chúa thỉnh an. Từ đầu tháng, không khí trong Tề Quốc công phủ tràn ngập vui mừng, đại hôn của Tô Khiêm định vào ngày 22 tháng 4. Càng gần đến ngày đó, trong phủ càng hết sức vui vẻ. Xế chiều ngày 20 tháng 4, cô nãi nãi Tô Hoa Anh đã về đến, Tô lão phu nhân vô cùng cao hứng, phái người thông báo cho mọi người buổi tối đến cúc biển ăn uống. Tô Hoa Anh áo đỏ khắc tơ vàng, vải bồi đế dày, váy mã diện sắc chàm, trên đầu cài trâm hoàng phỉ thúy, dung mạo xinh đẹp, một thân đẹp đẽ quý phái. Nhìn thấy Thanh Ninh, vẻ mặt tươi cười nói, vị này chắc là nàng dâu của Phỉ Nhi rồi. Đúng vậy, là cháu dâu ngươi đó, bởi vì con gái trở về, nụ cười trên mặt Tô lão phu nhân cũng thêm nhiều phần nhu hòa. Tô Hoa Anh cười kéo Thanh Ninh đến gần, đại hôn của các ngươi ta không tham dự được, nhưng lễ ra mắt ta đã chuẩn bị rồi. Nói xong nhìn sang nha đầu sau lưng, nha đầu kia lập tức đem một đôi vòng tay phỉ thúy phượng hoàng đi lên. Tô Hoa Anh cười đem vòng tay đeo vào cổ tay Thanh Ninh, ngươi mang theo chơi. Tạ cô, Thanh Ninh mỉm cười quỳ gối. Phỉ Nhi, đã nhiều năm ta không gặp các ngươi, chớp mắt đã đến tuổi thành thân, Tô Hoa Anh nhìn về phía Tô Phỉ cười nói. Tô Phỉ nhẹ cười. Ba huynh muội Hà Như Liên, Hà Như Mạc, Hà Như Nguyên theo Tô Hoa Anh về kinh lần này lần lượt kiến lễ với Thanh Ninh và Tô Phỉ. Tô Hoa Anh sinh được hai con trai một con gái. Trưởng tử Hà Như Vũ năm nay 17, nữ nhi Hà Như Mạc 14, ấu tử Hà Như Nguyên 9 tuổi. Lần này trưởng tử không theo tới. Hà Như Liên là thứ nữ, năm nay 15. Hai vị cô nương duyên dáng yêu kiều, như hoa như ngọc. Ánh mắt Thanh Ninh dừng trên người Hà Như Liên một chút, cười tặng ba huynh muội quà ra mắt. Bởi vì nữ nhi cùng các cháu ngoại đến đây, Tô lão phu nhân thật cao hứng, nụ cười đối với Thanh Ninh cũng nhiều phần từ ái hơn, cơm tối được ăn vui vẻ hòa thuận. Ngày kế, của hồi môn của Tôn Ngọc Tuyết được đưa vào quốc công phủ, hôm sau chính là ngày đại hỷ của Tô Khiêm và Tôn Ngọc Tuyết. Sáng sớm quốc công phủ đã phi thường náo nhiệt, người làm đều mang theo nụ cười vui mừng. Thanh Ninh vẫn sinh hoạt như mọi ngày, cùng Tô Phỉ ăn điểm tâm xong mới bắt đầu thay y phục. Tóc đen vãn trụy mã kế, trâm ngọc trắng cài đầu điểm hoa mai, bạch ngọc như tuyết, trên mặt hoa mai vàng xuyết một viên hồng ngọc, nhìn trông vô cùng sống động, kiều diễm lộng lẫy. Tai đeo khuyên nguyệt, cổ tay trắng nõn mang theo một đôi vòng tay khảm ngọc. Mặc áo hồng hải đường, rơi xuống làn váy tím nhạt, làn váy thêu hoa sen. Mỗi lúc cất bước tựa như gót sen uyển chuyển. Thanh nhã, đoan trang mà lại xinh đẹp, rạng rỡ. Một bên Tô Phỉ mặc trường bào tím, bên hông thả xuống ngọc bội bạch ngọc, ánh mắt nhu hòa nhìn Thanh Ninh, mặt mày ôn nhu, sủng nịch, rất vui vẻ. Trà mai, ngọc trâm, nhẫn đông,
Bạc Hà đứng bên mặt mũi cũng tràn đầy mỉm cười. Thế tử cùng thế tử phu nhân thật sự vô cùng xứng đôi. Thanh Ninh nhìn Tô Phỉ, vuốt ve vạt áo hắn, đi thôi. Ừ, đi thôi, Tô Phỉ gật đầu. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Thanh Ninh dẫn theo Trà Mai cùng Bạc Hà, để lại Ngọc Trâm và Nhẫn Đông ở nhà coi chừng. Tháng tư ánh mặt trời ấm áp, đến chủ viện, Thanh Ninh cùng Tôn Thị và Tô Giao đi thỉnh an Tô lão phu nhân. Tô Phỉ thì cùng Tô Hoa kiểm đi ngoại viện. Một đám nữ quyến ngồi trong viện tử đãi khách, Tô Hoa Anh và Tô lão phu nhân nói chuyện, thời gian tuy còn sớm, nhưng lúc này đã có vài khách nhân tới. Khách nhân là tiểu thư Khuê Tú thì do Tô Giao cùng hai vị biểu muội Hà gia tiếp đãi. Còn lại Tôn Thị thì dẫn theo Thanh Ninh bên người đi chào khỏi khách khứa. Lúc trước Tôn Thị ngay cả một chút chuyện nhỏ cũng không để Thanh Ninh nhúng tay, Thanh Ninh cũng vui vẻ hưởng thanh nhàn, không cần mệt mỏi xuất lực cho đại hôn của Tô Khiêm và Tôn Ngọc Tuyết, huống chi, Tôn Ngọc Tuyết kia còn đang mơ tưởng đến trượng phu của nàng. Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, Tôn Thị lại không thể không để cho Thanh Ninh đi ra chào hỏi khách khứa. Tân khách nhiều như mây, các quý phụ nhân trong cao môn đại hộ con mắt đều tin tường, trong lòng cũng vô cùng sáng, đóng cửa lại là một chuyện, mở cửa ra lại là chuyện khác. Hôm nay là ngày vui Tôn Ngọc Tuyết vào cửa, nếu Thanh Ninh không ra mặt, chỉ coi như một khách nhân, vậy đâu có được. Tôn Thị đương nhiên sẽ không để cho người ngoài nghị luận không hay về quốc công phủ. Vì vậy mấy ngày trước, Tôn Thị đã nói với Thanh Ninh, muốn ngày đại hôn, để Thanh Ninh đi theo mình cùng ra chào hỏi khách nhân. Thanh Ninh hiểu ý tứ của Tôn Thị, ngoài mặt nói thật là hay, cái gì mà muốn để nàng theo bà ta học tập, chẳng qua là bà ta sợ nàng gây ra chuyện gì đó, làm hỏng đại hôn của Tô Khiêm mà thôi. Đúng là đồ lòng dạ tiểu nhân. Nàng mà muốn động tay động chân, liệu sẽ để Tôn Thị bắt được nhược điểm của nàng sao? Mặt trời dần lên, khách đến càng lúc càng nhiều. Tôn Thị vẻ mặt tươi cười dẫn theo Thanh Ninh đi đón khách. Tôn Thị lo lắng Thanh Ninh động tay động chân, cho nên mới tự mình dẫn theo, đặt dưới mí mắt, như thế mới an tâm. Hôm nay là ngày đại hôn của con trai nàng, Tôn Thị cũng sẽ không đánh chủ ý gì. Tuy nàng xem phu thê hai người Thanh Ninh và Tô Phỉ như cái gai trong mắt, nhưng không đến mức trong ngày vui của con trai nháo ra sự việc gì không hay. Khách nhân lui tới, có người biết Thanh Ninh, có người không, Tôn Thị làm vẻ vô cùng cao hứng giới thiệu đại nhi tức Thanh Ninh cho mọi người. Thanh Ninh trên mặt mang theo tươi cười, cử chỉ đoan trang vừa vặn, khí chất trầm ổn hào phóng. Mặc kệ trong quốc công phủ thế nào, cũng không quan tâm người quốc công phủ đối xử với thế tử Tô Phỉ ra sao, trong lòng mọi người đều hiểu. Nếu Tô Phỉ không xảy ra việc gì, thì quốc công phủ tương lai sẽ do thế tử Tô Phỉ đương gia làm chủ, đương gia chủ mẫu chính là thế tử phu nhân trước mắt Tiêu Thanh Ninh. Còn nếu xảy ra chuyện, vậy đương gia chủ nhân của quốc công phủ sẽ chính là hai vị đại hôn hôm nay Tô Khiêm và Tôn Ngọc Tuyết. Vì vậy mọi người cười khen Tôn Thị tốt phúc khí, cưới được đại nhi tức xinh đẹp hào phóng, lại tán dương nhị nhi tức hôm nay, chính là Tôn Ngọc Tuyết, người mà kinh thành ai ai cũng biết tiểu mỹ nhân quốc sắc thiên hương của Tôn gia. Tôn Thị cười đến cả mặt tươi như hoa nhi nở rộ. Mặt trời dần lên, tân khách đến càng nhiều hơn, y hương tấn ảnh, đầy sân đều là tiếng cười nói rộn rã. Đại gia nói cười bàn tán về đại hôn của Tô Khiêm và Tôn Ngọc Tuyết hôm nay, không thiếu được sẽ nói đến hỷ sự tháng trước của Tô gia. Hai vị công tử Tô gia, Tô Phỉ tháng trước thành thân, chưa đến một tháng sau lại đón nhị nhi tức vào cửa, không tránh khỏi mang hai lần đại hôn ra so sánh một phen. Tôn Thị đã an bài hợp lý, bề ngoài tự chắc sẽ không để người khác nhìn ra sai sót gì, đại hôn hôm nay của Tô Khiêm được tổ chức vô cùng náo nhiệt, tận thiện tận mỹ, nhưng đại hôn tháng trước của Tô Phỉ càng thêm hoàn mỹ hơn nhiều. Dù sao Tô Phỉ cũng là trưởng tử, lại là thế tử quốc công phủ. Mọi người so sánh một phen, lời nói tự nhiên chuyển sang của hồi môn của hai vị tân nương tử. Định Tây Hầu Phủ đại tiểu thư xuất giá, của hồi môn có thể nói là 10 dặm hồng trang. Tràn đầy hồng xiển đến mức đầu ngón tay cũng không lọt, cửa hàng, điển sản, ngọc khí, đồ cổ quý hiếm. So với phi tử hoàng gia chỉ có hơn chứ không kém. Có châu ngọc phía trước, Tôn Ngọc Tuyết nâng lên 106 phần hồi môn, tự liền không còn làm người ta kinh ngạc. Tôn Thị nghe được các nàng nghị luận về của hồi môn của hai nàng dâu, nụ cười trên mặt không đổi. Thanh Ninh khẽ cười, cũng không vì lời của chúng phu nhân mà kiêu căng. Phu nhân, Cố phu nhân và Ngụy phu nhân đến, nha đầu tiến vào bẩm báo. Cố phu nhân và Ngụy phu nhân sao? Tôn Thị cười đứng dậy, dẫn theo Thanh Ninh ra cửa nghênh đón. Và nha đầu bà tử vây quanh đoàn người đi vào trong. Cố phu nhân, Ngụy phu nhân,
Tôn Thị cười nghênh đón. Phu nhân, Cố phu nhân cùng Ngụy phu nhân cười hướng Tôn Thị nói, cung hỷ, cung hỷ. Hôm nay đi theo Cố phu nhân Thái Thị uống rượu mừng còn có ba vị con dâu Cố gia, đi cùng Ngụy phu nhân là một vị con dâu và Ngụy gia tiểu thư Ngụy Tử. Mọi người cùng Tôn Thị kiến lễ, Tôn Thị cười đón, sau đó giới thiệu Thanh Ninh với mọi người. Thanh Ninh mỉm cười hành lễ. Mau đứng lên, Cố phu nhân và Ngụy phu nhân một tả một hữu duỗi tay đỡ tay Thanh Ninh. Thanh Ninh cười nhìn hai người. Cố phu nhân trước đây trong hoàng cung của Cố hoàng hậu có gặp qua, nghĩ tới Cố Hoáng, Thanh Ninh đối với Cố phu nhân cũng sinh vài phần thân thiện. Phu nhân thực sự tốt phúc khí, Cố phu nhân nói với Tôn Thị, ánh mắt thân thiết nhìn Thanh Ninh. Cố phu nhân không khỏi nghĩ đến tiểu nhi tử Cố Hoáng. Trong lòng Cố phu nhân có chút cảm khái, tâm tư của con trai, nàng hiểu rõ, đứa con trai này của nàng, kiêu ngạo vô cùng, mắt để trên trán, cũng chỉ có nữ tử trước mắt mới khiến con trai nàng đối đãi khác biệt. Thanh Ninh trước mặt bộ dạng xinh đẹp rạng rỡ, khí chất hào phóng trầm ổn, trong lòng Cố phu nhân thoáng hiện lên một tia tiếc hận, khẽ thở dài một hơi, nếu lúc trước nàng bất chấp dè dặt trước sau. Không chừng đứa nhỏ này đã trở thành con dâu của nàng. Ai da, đúng là ý trời trêu ngươi. Phu nhân cũng tốt phúc khí, Tôn Thị cười nhìn về phía ba vị con dâu của Cố phu nhân. Ha ha, cũng vậy thôi, Cố phu nhân lại giới thiệu các nàng dâu của mình cho Thanh Ninh. Thanh Ninh cười cùng các nàng lần lượt kiến lễ. Ngụy phu nhân mặc y phục lam sắc, vải bồi đế dày, khuôn mặt đoan chính thanh nhã, khí chất cao nhã, vừa cười vừa khen, thật là một người hiểu lễ. Nói xong đem con dâu mình cùng Ngụy Tử giới thiệu cho Thanh Ninh. Thanh Ninh cùng hai người kiến lễ, ánh mắt khẽ nhìn Ngụy Tử. Chừng 14 tuổi, gương mặt rất giống Ngụy phu nhân, đoan chính, thanh nhã, hào phóng, mặt mày quý khí, cả người tản ra vẻ nhã nhặn trầm tĩnh. Tô Dao rất nhanh đã tới đây, kiến lễ, đón Ngụy Tử đi ra bên ngoài chơi với chúng khuê tú. La Thủy Nguyệt, Bùi Thị dẫn theo Thẩm Thanh Nghiên, Thẩm Thanh Vận đi đến. Thẩm Thanh Nghiên nhìn Thanh Ninh, ánh mắt mang theo mấy phần kích động, nhưng thấy Thanh Ninh có chút lạnh nhạt, muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Vận vẻ mặt hâm mộ, trong mắt mang theo ủy khuất cùng không cam lòng. La Thủy Nguyệt khách khách khí khí. Bùi Thị tuy có lòng muốn đến cùng Thanh Ninh giao hảo, nhưng Thanh Ninh bị Tôn Thị gắt gao mang theo sát bên người, cho nên Bùi Thị quan sát đỏ cả mắt cũng không tìm được cơ hội nói chuyện. Ba vị hoàng tử cũng muốn lôi kéo Quốc công phủ, nhưng Trịnh Nhiên chưa thành thân, vì vậy hôm nay tới chỉ có Tứ hoàng tử phi và Ngũ hoàng tử phi. Tôn Thị đối với hai vị hoàng phi đều là khách khách khí khí, cũng không có bên nặng bên nhẹ. Hôm nay là Nghi An quận chúa và Trương Thị, Tống Tử Quỳnh cùng đi uống rượu mừng. Nụ cười trên mặt Tống Tử Quỳnh có chút cứng ngắc, ánh mắt nhìn Thanh Ninh mang nhiều phần u oán. Trương Thị ngược lại, đối với Thanh Ninh mang vài phần thân mật. Nghi An quận chúa trong lòng hận Thanh Ninh muốn chết, nhưng vì tứ hoàng tử, cho nên chỉ cười nhẹ nhàng, không lộ ra nửa điểm không vui, chỉ là mâu quan đôi khi ngẫu nhiên quét về phía Thanh Ninh, ánh mắt trong lúc đó mới hiện vài phần sắc lạnh. Đến khi mặt trời sắp lặn, khách nhân nữ quyến bên này liền dần dần cáo từ, mà nam khách bên kia vẫn còn nhiều người ở lại uống rượu. Tô lão phu nhân thấy người đều đi cả rồi, trên mặt có chút mệt mỏi, dẫn theo Tô Hoa Anh cùng Hà Như Liên, Hà Như Mạc, Hà Như Nguyên trở về Cúc Biển. Tôn Thị phân phó quản sự hảo hảo đón tiếp nam khách bên kia, sau đó nghiêng đầu nói với Thanh Ninh, ngươi cũng đã mệt mỏi một ngày, mau trở về nghỉ ngơi đi, chỗ này đã có người làm dọn dẹp, không cần ngươi quan tâm. Vâng, mẫu thân, Thanh Ninh phúc thân, dẫn theo nha đầu trở về Cảnh Tụy Viên. Chào hỏi khách nhân cả một ngày, Thanh Ninh thực sự có chút mệt, trở về Cảnh Tụy Viên liền đi tắm nước nóng. Tắm xong, vừa lau khô nước đọng trên người, Thanh Ninh cảm thấy phía dưới nóng lên, lông mày nhăn lại, trên mặt mang theo vẻ thất vọng. Tiểu nhật tử của nàng đến. Không mang thai hài tử. Chẳng lẽ kiếp này cũng giống kiếp trước, qua 1-2 năm nàng mới có thai sao? Thân thể của nàng kiếp này so với kiếp trước tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày này, nàng cùng Tô Phỉ mỗi đêm đều thân mật nhiều lần, nàng vốn nghĩ rất nhanh thôi sẽ có hài tử. Thanh Ninh không khỏi thở dài một hơi. Kiếp này, duyên phận với hài tử cũng xa như vậy sao? Vẻ mặt Thanh Ninh có chút âm trầm, nha đầu chỉ cho là nàng hôm nay mệt mỏi, nên không nói đùa ầm ĩ nàng như mọi ngày. Bên kia nam khách còn chưa rời đi, Tô Phỉ không biết lúc nào mới trở về, Thanh Ninh liền để người làm bày cơm tối. Ăn cơm tối xong, Thanh Ninh lên giường nằm. Đến gần tối muộn Tô Phỉ mới về, trên người mang chút mùi rượu, sắc mặt như thường, ánh mắt lành lạnh.
chàng đã về rồi. Thanh Ninh cười ngồi dậy, định xuống đất. Không cần, nàng cứ nằm đó đi, Tô Phỉ cười nói, người ta nhiều mùi rượu, đi tắm trước đã. Vâng, Thanh Ninh gật đầu, phân phó Bạc Hà đi lấy canh giải rượu đến. Bạc Hà mang canh giải rượu đến, Trà Mai ngâm một bình trà, nha đầu trong phòng sau đó đều thối lui ra ngoài. Tô Phỉ một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ tịnh phòng đi ra, uống canh giải rượu xong liền lên giường, ôm Thanh Ninh, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Ai chọc nàng mất hứng? Không có, Thanh Ninh lắc đầu. Mệt mỏi sao? Thanh âm của Tô Phỉ ôm nhu vài phần, ngón tay vuốt ve đường cong lung linh của nàng. Ừm, hơi mệt chút, Thanh Ninh gật đầu, nắm chặt bàn tay đang dò xét xuống dưới của hắn, đừng, tiểu nhật tử của ta đến rồi. Nói xong, ánh mắt mang theo không ít mất mát. Đau không, Tô Phỉ thấy được mất mát trong mắt nàng, trong lòng đại khái đã hiểu, tay không dò xét nữa, bàn tay ấm áp rơi trên bụng phẳng của Thanh Ninh, ta còn lo lắng nàng sẽ có hài tử, tuổi nàng còn nhỏ như vậy, ta sợ thân thể nàng không chịu nổi. Nói rồi cầm tay Thanh Ninh nắm thật chặt. Thanh Ninh ngẩng đầu, thấy ánh mắt lo lắng của hắn, hôn một cái lên khóe miệng hắn, nói, không sao, chàng cũng biết, thân thể của ta rất tốt. Nhìn đôi mắt Thanh Ninh sáng ngời như bảo thạch, tia sáng bên trong khiến ánh trăng cũng phải thất sắc, đúng vậy, thân thể nàng so với các tiểu thư cùng lứa tốt hơn rất nhiều, thái y cũng nói, thân thể của nàng rất tốt. Nàng và con của hắn. Tâm Tô Phỉ ngọt như mật, nhẹ nhàng xoa bụng nàng, vừa ôn nhu vừa cười, nếu là con trai, ta sẽ dạy nó võ công, học hành, nếu là nữ nhi, ta sẽ dạy con bé đọc sách, viết chữ, còn mỗi ngày đem con bé ra trang điểm thật xinh đẹp. Bọn chúng cũng có thể cùng cậu và dì của mình cùng nhau vui chơi lớn lên, sau này trưởng thành tình cảm sẽ càng thêm thân thiết. Nói xong cúi đầu kề bên tai Thanh Ninh thì thầm, chờ nàng khỏe lại, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Thanh Ninh lập tức đỏ bừng mặt. Hôm nay nàng đã mệt cả ngày, để ta xoa cho nàng, Tô Phỉ nhẹ nhàng xoa, ôm nhu để Thanh Ninh nghiêng người. Tô Phỉ hiểu rõ thân thể nàng, ngón tay thon dài như ngọc ấn xuống lực đạo vừa phải. Được một hồi, Thanh Ninh cảm thấy thoải mái vô cùng, khóe miệng không tự giác bật ra một tiếng ưng. Mỗi đều Tô nghe được tiếng ưng này, thân thể vốn đang căng thẳng lại càng cứng rắn như sắt, ngón tay liền hướng tới trước bầu ngực mềm mại của Thanh Ninh vuốt ve, cúi đầu, môi lưu luyến trên vành tai và cổ nàng. Chỉ chốc lát, hai người đều thở hổn hển. Tô Phỉ nắm tay Thanh Ninh đặt trên nguồn nhiệt của mình, Ninh Nhi, nàng giúp ta. Mặt Thanh Ninh đỏ như ánh bình minh, thấy bộ dáng khó chịu của hắn, chỉ đành phải theo tay hắn, bắt đầu chuyển động. Cho đến khi Thanh Ninh cảm giác tay nàng như muốn gãy đến nơi, Tô Phỉ mới giải phóng chính mình. Tô Phỉ đứng dậy đi tịnh phòng, rửa sạch một phen, thay quần áo, Thanh Ninh cũng xuống giường rửa tay. Một lúc sau Tô Phỉ mới trở lại, lên giường đem Thanh Ninh ôm trong ngực. Tay ta đau quá, Thanh Ninh nâng tay lên, làm nũng. Ta giúp nàng bớt đau, Tô Phỉ lập tức sảng khoái tinh thần, giúp nàng xoa bóp tay. Hai người ngọt ngào nói chuyện. Đột nhiên ca a, âm thanh bén nhọn mà thê lương bi ai, bỗng vang dội cả quốc công phủ. Tiếng gì vậy, Thanh Ninh không khỏi giỏng tai. Tô Phỉ mỉm cười, ngủ đi, mặc kệ, dù sao Cảnh Tụy Viên cũng không có việc gì. Vâng, Thanh Ninh gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm hỏi, không biết đã phát sinh chuyện gì, thanh âm kia, rất là thê lương. Ngày hôm sau, là ngày Tôn Ngọc Tuyết kính trà ra mắt. Bởi vì tiểu nhật tử đến, Thanh Ninh phá lệ cảm thấy không có sức lực, tứ chi đều nhũng cả ra, ở trên giường lôi kéo Tô Phỉ mè nheo không muốn dậy. Nếu không thoải mái, nàng cáo ốm không đi là được, Tô Phỉ cười ôm Thanh Ninh. Chẳng qua chỉ là Tôn Ngọc Tuyết kính trà vào cửa, chén trà này không uống cũng được. Nằm thêm chút nữa rồi dậy, Thanh Ninh lắc đầu cười. Nàng đâu có yếu ớt như vậy. Chỉ là muốn tham luyến được cùng hắn triền miên ôn nhu nhiều hơn một chút thôi. Được, vậy chúng ta nằm thêm một lát, Tô Phỉ đương nhiên theo ý nàng, dù sao chỉ cần tân nương và chú rể không đến muộn là được, chúng ta đến chậm một hồi cũng không quan trọng. Tô Phỉ sủng ái nàng như thế, tựa như gió xuân phất qua tim, ôn nhu mà ấm áp, Thanh Ninh vui vẻ hài lòng gật đầu. Nghĩ tới ánh mắt âm trầm lãnh ý của Nghi An quận chúa quét qua người mình hôm qua, Thanh Ninh nằm trong ngực Tô Phỉ, lấy tay chống cằm hỏi hắn, Đổng Khải Tuấn và Nghi An quận chúa dạo này thế nào? Mặc dù nàng chưa từng nói muốn phái người theo dõi hai bọn họ, nhưng nàng nghĩ, nếu Tô Phỉ muốn biết chuyện của hai bọn họ, đó là việc dễ như trở bàn tay. Ánh mắt của Nghi An quận chúa hôm qua thật sự là quá cay độc, nàng không thể không để ý. Đề phòng bất trắc. Tết Đoan Ngọ năm ngoái, bọn họ thất bại thảm hại,
ngay cả tứ hoàng tử cũng bị liên lụy. Nếu Nghi An quận chúa không nhớ được năm ngoái đã bị dạy dỗ thế nào, còn muốn gây ra việc gì ảnh hưởng đến nàng, nàng sẽ hoàn toàn làm cho nàng ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Đổng Khải Tuấn kia là thứ gì tốt? Nàng giữ lại mầm họa như hắn, chính là để hắn đi đối phó Nghi An quận chúa. Nghi An quận chúa dính vào hắn, còn có thể toàn thân mà lui sao? Đôi mắt Tô Phỉ thoáng hiện một tia lạnh lùng, khóe môi phát thảo vẻ tươi cười, nàng đoán xem, bọn họ thế nào? Chàng vẫn luôn chú ý động tĩnh của bọn họ sao? Thanh Ninh hỏi, ngữ khí rất khẳng định. Ừ, Tô Phỉ gật đầu, vuốt mái tóc nàng, nàng nói muốn giữ lại cái mạng chó của hắn, ta liền cho người để ý hắn. Thanh Ninh cơ hồ cũng không nghĩ nhiều, liền cười nhạt, dựa vào cách làm người của Đổng Khải Tuấn, còn có việc gì tốt? Nếu không phải là liên quan đến tiền bạc, thì là nữ nhân. Tô Phỉ khẽ cười nâng mặt Thanh Ninh, hôn hai cái, nhẹ đáp, thông minh, nương tử của ta thật thông minh. Thanh Ninh hớn hở cùng hắn âu yếm một phen, sau đó ngã vào lòng hắn, nói khẽ, đừng náo, để bọn Trà Mai nghe được, các nàng sẽ tiến vào. Yên tâm, chúng ta chưa bảo các nàng tiến vào, các nàng sẽ không bước qua cửa. Hai vợ chồng bọn họ không cần các nàng trực đêm, từ trước đến nay, thời điểm hai người ở cùng nhau đều không cho người làm bên cạnh hầu hạ, bọn nha đầu đều cơ trí, từ sau đại hôn vài ngày liền đã hiểu thói quen của hai vị chủ tử nhà mình. Nói xong, Tô Phỉ đơn giản đem chuyện của Nghi An quận chúa và Đổng Khải Tuấn kể lại cho Thanh Ninh nghe. Ánh mắt Thanh Ninh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức thổn thức một câu, quả nhiên là việc động trời. Trên đầu Tống Tử Dật thật đúng là đã bị chụp một cái nón xanh. Nàng vốn chỉ nghĩ, Đổng Khải Tuấn nhiều nhất là đòi Nghi An quận chúa chút bạc, về phần mỹ nhân, nhiều nhất là đòi hỏi Nghi An quận chúa phải đưa ra nha đầu bên người cho hắn vui đùa một chút thôi. Không ngờ, Đổng Khải Tuấn lại lớn mật như vậy, dám trực tiếp nhúng chàm Nghi An quận chúa, cùng Nghi An quận chúa cẩu thả. Người bình thường thì không nói, nhưng Nghi An quận chúa này lại là con gái của công chúa, là cháu ruột của hoàng đế. Chẳng lẽ hắn không sợ? Nghi An quận chúa lại đồng ý với Đổng Khải Tuấn. Không hổ là giúp tứ hoàng tử làm việc. Lưu lại cái mạng cho Đổng Khải Tuấn thực có ích. Thanh Ninh khẽ cười, Kiến An hầu phủ thế tử phu nhân hồng hạnh xuất tường, tin này nếu truyền ra, còn không khiến cả kinh thành phải sôi sục. Càng trực tiếp, càng rung động hơn chính là trực tiếp cho người bắt gian ngay tại giường. Tô Phỉ cười bỏ thêm một câu, 15 tháng này, có người đi theo Nghi An quận chúa đến Nam Thành, là nha đầu bên người Thẩm Thanh Vũ. Người của Thẩm Thanh Vũ, Thanh Ninh kêu mi. Ừ, Tô Phỉ gật đầu, bắt được cái đuôi con cá lớn như vậy, nhưng mấy ngày nay, Thẩm Thanh Vũ cư nhiên không nói một tiếng, xem ra, nàng ta ngược lại có vài phần tâm tư. Thanh Ninh mỉm cười. Thẩm Thanh Vũ đương nhiên là kẻ có tâm cơ. Thẩm Thanh Vũ, Nghi An quận chúa, nếu lợi dụng tốt, có thể sẽ không cần nàng ra tay, để bọn họ tự mình, chó cắn chó một miệng lông. Tâm tình Thanh Ninh rất vui, khẽ cười, đưa tay vẽ vòng tròn trước ngực Tô Phỉ, chuyện tốt như vậy mà không nói sớm cho ta biết. Đôi mắt Tô Phỉ sâu lại, nắm tay nàng, nghịch ngợm. Âm thanh mang theo nồng đậm sủng ái. Thanh Ninh nở nụ cười, biết mình đang có tiểu nhật tử trong người, bây giờ mà đem lửa tình trêu chọc lên, sẽ khiến hắn khó chịu, vì vậy có chừng có mực, cười náo loạn cùng hắn một chút, đợi đến khi ánh dương từ cửa sổ xuyên vào, Thanh Ninh mới lên tiếng, được rồi, nên rời giường thôi. Dứt lời, Thanh Ninh đã đi xuống giường, gọi Trà Mai và Bạc Hà đang chờ bên ngoài tiến vào. Hai người rửa mặt xong, Ngọc Trâm và Nhẫn Đông đã bày xong điểm tâm. Thanh Ninh đi tới, ngồi xuống thuận miệng hỏi, các ngươi có nghe được tối hôm qua trong phủ xảy ra chuyện gì không? Ngọc Trâm ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, cười đáp, tối qua phu nhân cũng nghe thấy tiếng hét thảm kia sao? Tối qua nô tỳ và Trà Mai cũng nghe thấy. Sáng sớm hôm nay, nô tỳ đi hỏi thăm, nghe bà tử vẫy nước quét nhà nói, tiếng kêu thảm thiết đó là từ trong tân phòng truyền tới, có điều, trong tân phòng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mọi người không ai rõ. Thanh Ninh liền minh bạch, tối hôm qua là đêm động phòng hoa chúc của Tô Kim và Tô Ngọc Tuyết. Hầu hạ gần nhất chính là nha đầu tâm phúc của hai người, cho nên, theo nguyên tắc, tân phòng xảy ra chuyện gì, chỉ có nha đầu tâm phúc của Tô Ngọc Tuyết và Tô Kim mới biết rõ. Động phòng hoa chúc quả có chút đau, nhưng mà, tiếng kêu của Tô Ngọc Tuyết thật sự quá mức thảm thiết, quá lớn, cảnh tụy viên ở xa như vậy còn có thể nghe được. Như là tiếng thét chói tai. Tô Ngọc Tuyết kia luôn mơ tưởng đến Tô Phỉ, có khi nào hai người bọn họ đánh nhau. Thanh Ninh nhìn Tô Phỉ ưu nhã quý giá trước mặt.
Tô Phỉ cười ôn nhu, kể cả bọn họ có đánh nhau cũng không liên quan gì tới chúng ta, mau ăn cơm thôi. Thanh Ninh gật đầu cười, bắt đầu ăn cơm. Ăn điểm tâm xong, hai người cùng đi chính sảnh chủ viện. Bọn người Tô lão phu nhân, Tô Hoa Kiểm, Tô Hoa Anh đã đến. Tô Phỉ và Thanh Ninh đi vào thỉnh an. Tô Hoa Anh liền cười hì hì ngoắc tay với Thanh Ninh, đại chất tức, mau đến đây, ta đang định cho người qua nhìn một chút, xem có phải hôm qua ngươi vất vả cả ngày mệt quá hay không đây. Cô quá lời, đến muộn chẳng qua là do từ cảnh tụy viên tới đây mất chút ít thời gian. Hôm qua Thanh Ninh cũng không xuất lực nhiều, chỉ theo chân mẫu thân chào khỏi khách khứa thôi. Thanh Ninh mỉm cười đi tới, ngồi trên ghế, nói với Tô Hoa Anh, vất vả chính là tổ mẫu, mẫu thân, còn có cô. Tô lão phu nhân, Tôn thị theo đó nở nụ cười ha ha. Ta đã nói rồi, ngươi và Phỉ Nhi ở xa quá, giờ đến gần đây ở đi, nơi này nhiều người cũng náo nhiệt, đúng lúc đệ muội ngươi vào cửa, hai người các ngươi càng dễ dàng làm bạn. Lời này của Tô Hoa Anh là có vài phần thật ý quan tâm. Nàng tuy được gả đi tha hương, chuyện kinh thành không biết nhiều lắm, hơn nữa, năm đó sau khi Tôn Lâm Lan vào cửa, nàng không lâu đã xuất giá, số ngày hai người chung đụng đếm rõ trên đầu ngón tay, ấn tượng đối với đại tẩu kinh tài xinh đẹp, hồng nhan bạc mệnh ấy cũng không tệ. Hiện tại, mẫu thân và đại ca thiên vị đại tẩu Tôn Thị, nàng cũng biết, nàng chỉ cho là Tôn Thị này ở trong quấy phá. Hơn nữa, lần này nàng về nhà mẹ đẻ, một là để uống rượu mừng, hai là tìm nhà chồng cho nữ nhi. Nữ nhi ruột thịt của nàng, Hà Như Mạc là đích nữ con vợ cả, tự là dễ dàng, tinh tế chọn lựa, tìm được cửa hôn sự môn đăng hộ đối. Tuy gã đi xa nhà mẹ đẻ một chút, nhưng kinh thành có ngoại tổ mẫu và toàn gia bên cậu giúp đỡ, nữ nhi được gã đi, nhất định sẽ không bị chịu ủy khuất. Nữ nhi do nàng tỉ mỉ nuôi dạy, tại Lệ Thành chính là khuê tú hàng đầu, người đến cầu thân đông đảo đạp phá bậc cửa. Nhưng đại gia ở Lệ Thành sao có thể so sánh với kinh thành. Về phần thứ nữ Hà Như Liên sao? Nàng dẫn theo nó, cũng vì muốn gả nó ở kinh thành, đến lúc đó, tỷ muội hai đứa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Về phần nhà chồng của Hà Như Liên, đương nhiên là hy vọng có thể giúp con gái Hà Như Mạc của nàng một hai. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Hoa Anh không tự chủ liếc nhanh qua Tô Phỉ. Đại chất tử này, tính tình tuy rất lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn là đương gia của quốc công phủ, nếu như Hà Như Liên có thể làm tiểu thiếp của hắn, đại chất tử không chừng cũng có thể thêm chiếu cố cho nữ nhi Hà Như Mạc một chút. Thanh Ninh nhìn thấy ánh mắt Tô Hoa Anh, mỉm cười nói, cảnh tụy viên rất tốt, phu quân cũng đã quen ở đó rồi. Nghe vậy Tôn Thị cười nhìn về phía Tô Hoa Anh, muội muội, ta đã nói với Thanh Ninh, nhưng bọn trẻ rốt cuộc là tân hôn, còn đang ngọt ngào, chờ sau này bọn chúng nghĩ lại, muốn chuyển qua cũng được. Viện tử bỏ trống trong phủ còn nhiều, lại có người quét dọn thường xuyên, muốn chuyển qua lúc nào cũng tiện. Như thế cũng tốt, Tô Hoa Anh gật đầu. Vừa nói xong, Tô Hoa Xuân và Tô Hoa Vân mang theo người nhà lục tục đến, trong sảnh lập tức nói cười một mảnh rộn rã. Hà Như Nguyệt cùng con trai của hai huynh đệ Tô Hoa Xuân và Tô Hoa Vân chơi chung một chỗ, mấy tiểu tử choai choai vui đùa vô cùng náo nhiệt. Tô Giao cùng tỷ muội Hà Như Liên, Hà Như Mạc ngồi một bên nói chuyện phiếm với con gái của Tô Hoa Xuân, Tô Hoa Vân. Lục Thị, Văn Thị, Tô Hoa Anh cùng Tô Lão Phu Nhân, Tôn Thị cười nói, cả đám đều vẻ mặt tươi cười. Nụ cười trên mặt Tô Lão Phu Nhân và Tôn Thị lại càng nở rộ như hoa. Cười nói một hồi, mặt trời dần dần lên, ánh mặt trời phía ngoài càng thêm ấm áp. Mặt trời gần lên đến ngọn cây, vẫn chưa thấy bóng người của Tô Kim cùng Tôn Ngọc Tuyết. Tôn Thị và Tô Lão Phu Nhân trên mặt liền mang theo lo lắng. Tôn Thị nhíu mày, nghiêng đầu vừa muốn phân phó Võ Ma Ma đi ra ngoài xem thế nào, thì có một nha đầu mặt mày hớn hở tiến đến bẩm báo, nói nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân đến. Đã để mọi người chê cười, hai hài tử này không hiểu quy củ, Tôn Thị cười thở dài, rồi đứng dậy đỡ Tô Lão Phu Nhân ngồi trên thủ vị, sau đó cùng Tô Hoa Kiểm ngồi hai bên tay Lão Phu Nhân. Thanh Ninh cùng Tô Phỉ ngồi ghế bên cạnh Tô Hoa Kiểm, những người còn lại gấp rút dựa theo vị trí ngồi xuống, ánh mắt nhất loạt nhìn ra phía cửa. Muộn như vậy mới đến, chẳng lẽ tối qua thật sự đánh nhau sao? Thanh Ninh mang theo cười nhạt nhìn về hướng cửa chính. Tôn Ngọc Tuyết một thân sắc áo đỏ thẫm, váy mã diện đỏ, búi tóc bách hợp cài trâm kim phượng. Trâm cài rũ tua, theo bước chân nàng nhẹ nhàng lắc lư. Tôn Ngọc Tuyết cúi đầu, nhìn không ra ánh mắt nàng, dưới mắt có chút quầng thâm, hiển nhiên buổi tối ngủ không được ngon giấc, sắc mặt cũng có chút tái nhợt,
nhưng vẻ tái nhợt lại càng làm dung mạo khuynh thành của nàng tăng thêm vài phần mảnh mai. Tô Khiêm đứng bên cạnh nàng, mặc y phục màu đỏ, mang nụ cười trên mặt, nhìn không ra manh mối gì. Hai người đi đến quỳ gối thi lễ, Tô Khiêm áy náy nói, đã để các ngài chờ lâu, là Khiêm Nhi bất hiếu. Nhị điệt tử, lời này khách khí quá rồi, tiểu đăng khoa là đại sự đời người, các ngươi có chậm một chút nữa cũng không vấn đề gì, Văn Thị lập tức cười hì hì nói. Đúng vậy, Đường Thẩm ngươi nói rất đúng, Tô lão phu nhân cười, phân phó nha đầu đem bồ đoàn đã chuẩn bị bày trên đất, để hai người bắt đầu kính trà. So sánh với nhau, lễ ra mắt của Tô lão phu nhân, Tôn Thị và Quốc công gia cho Tô Ngọc Tuyết so với Thanh Ninh càng quý giá hơn. Toa Hoa Xuân, Tô Hoa Vân không để ý đến những thứ này, nhưng Văn Thị và Lục Thị lại chú ý tới, hai chị em dâu liếc nhau một cái, ánh mắt quay sang nhìn Thanh Ninh và Tô Phỉ. Nhưng lại thấy Tô Phỉ lạnh lùng trước sau như một, mà nụ cười trên mặt Thanh Ninh vẫn như cũ, không hề có một tia không hài lòng. Thấy ánh mắt Văn Thị và Lục Thị nhìn sang, Thanh Ninh hướng hai người khẽ cười. Văn Thị và Lục Thị cũng nở nụ cười, quay đầu đi chỗ khác. Thanh Ninh nhàn nhạt mỉm cười. Tô lão phu nhân, Tôn Thị và Tô Hoa kiểm thiên vị bên nặng bên nhẹ, vốn nằm trong dự liệu của Thanh Ninh. Ba người bọn họ đối với Tô Phỉ không yêu thích, tự nhiên cũng sẽ không thích đứa con dâu là nàng, bởi vậy, lễ ra mắt của nàng và Tôn Ngọc Tuyết đương nhiên không giống nhau. Có điều, việc này cũng không việc gì phải so sánh, người so với người, người chết. Thanh Ninh rất rõ ràng, cho nên, nhưng thứ này nàng tự nhiên sẽ không để trong lòng. Huống chi, người nàng để ý là Tô Phỉ, người nàng thích cũng là Tô Phỉ, về phần người nhà của hắn, bọn họ không thích hắn, đối với hắn không tốt, thì nàng cần gì phải để ý bọn họ. Thời điểm kính trà, Tôn Ngọc Tuyết liên tục cúi đầu, âm thanh mềm mại, trông đầy vẻ thẹn thùng của tân nương tử. Đến lúc qua bên Tô Phỉ và Thanh Ninh kính trà, trong lòng Tôn Thị không khỏi nhảy dựng, có chút khẩn trương lo lắng hướng hai người nhìn sang. Hai đứa nó sẽ không vào lúc này gây ra việc gì, khó dễ cho con trai và con dâu mình chứ. Thanh Ninh thấy ánh mắt Tôn Thị nhìn sang, khẽ nở nụ cười, rất sảng khoái đưa tay nhận lấy trà của Tôn Ngọc Tuyết, nhấp một miếng, trà mai đem trà ra, Thanh Ninh cười đem cây trâm tặng cho Tôn Ngọc Tuyết. Không ngờ lại nhìn thấy vết dây trên cổ tay trắng nõn của Tôn Ngọc Tuyết. Vết dây này. Thanh Ninh nhíu mày nhìn Tô Khiêm liên tục mang theo nụ cười đứng bên cạnh Tôn Ngọc Tuyết. Xem ra, tối qua hai người này động phòng hoa chúc rất là kịch liệt đây. Tô Khiêm hướng Thanh Ninh cười, trên mặt mang vẻ vui sướng của chú rể, không khác gì thần sắc của hắn. Chúc mừng nhị đệ, Thanh Ninh cười nói với hắn. Cảm ơn đại tẩu, Tô Khiêm cười đến ôn hòa. Thanh Ninh thu hồi ánh mắt. Ánh mắt đã thu hồi, nhưng lại nhìn thấy Tôn Ngọc Tuyết khẽ ngẩng đầu lên, nàng ta hiển nhiên là nhìn về phía Tô Phỉ bên cạnh. Đôi mắt yêu kiều trong suốt tựa như nước mắt tràn mi, cực nhanh liếc Tô Phỉ một cái, Tôn Ngọc Tuyết lập tức cúi đầu xuống. Cái nhìn kia, Thanh Ninh lại thấy rõ ràng, ủy khuất, không cam lòng, u oán, ái mộ, oán giận, thầm hận, các loại tâm tình đều bao hàm trong một lần liếc mắt đó. Này! Thanh Ninh nhìn bộ dáng thẹn thùng cúi đầu trước sau như một của Tôn Ngọc Tuyết. Nàng ta không cam lòng, u oán, oán giận, ái mộ là có thể hiểu được. Nhưng còn ủy khuất là từ đâu? Thật sự không giải thích được. Chẳng lẽ nàng ta còn muốn hồng hạnh xuất tường, thông đồng với đại bá của mình sao? Tôn Ngọc Tuyết nổi danh khuynh quốc khuynh thành, cũng từng ở chung một mái hiên quốc công phủ với Tô Phỉ nhiều lần, như nước gần ban công. Nhưng nếu Tô Phỉ là loại người như vậy, đâu phải chờ tới bây giờ. Trước kia đã nhân cơ hội cùng nàng ta song túc song phi rồi. Quan hệ biểu ca, biểu muội rất dễ nảy sinh tình cảm, tiếng có thể kết liền cành, lui có thể trở thành huynh muội thâm tình. Song túc song phi, cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly. Thanh Ninh nghiêng đầu nhìn Tô Phỉ thanh lãnh bên cạnh, cười cười. Chỉ sợ Tôn Ngọc Tuyết muốn hồng hạnh xuất tường, cũng phải xem tường của Tô Phỉ có cho nàng ta vào hay không. Tô Phỉ nhìn lại nàng, gương mặt lạnh lùng nhu hòa đi rất nhiều, hai người nhìn nhau cười. Tôn Ngọc Tuyết cùng Tô Khiêm kính trà hành lễ cho những người còn lại. Kính hết trà, huynh đệ Tô Hoa Kiểm, Tô Hoa Xuân, Tô Hoa Vân cùng Tô Phỉ, Tô Khiêm đi sang phòng khách bên cạnh uống rượu nói chuyện phiếm. Văn Thị, Lục Thị, Tô Hoa Anh và Tô Lão Phu Nhân đánh bài diệp tử. Tô Lão Phu Nhân kéo Tôn Ngọc Tuyết ngồi bên cạnh xem bà đánh bài, mà Thanh Ninh thì bị Tô Hoa Anh kéo ngồi bên cạnh nàng ta. Tôn Thị vui tươi hớn hở chỉ huy nha đầu dân trà, lên điểm tâm, sau đó ngồi bên kia cạnh Tô Lão Phu Nhân, giúp Tô Lão Phu Nhân xem bài.
Tô Dao kêu gọi biểu tỷ muội đến gần tháng bên cửa sổ vừa ăn vặt, vừa cười nói hàn huyên, bọn hài tử Hà Như Nguyên chạy ra sân chơi đùa. Cùng nhau ăn cơm trưa náo nhiệt, lại cùng nhau uống trà nói chuyện, sau đó hai nhà Tô Hoa Xuân và Tô Hoa Vân mới cáo từ. Ta về trước nghỉ ngơi, hai ngày nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi hết đi, buổi tối không cần đi thỉnh an, Tô lão phu nhân nói. Vâng. Mọi người đáp. Tô Hoa Anh đưa tay đỡ Tô lão phu nhân đứng dậy. Tô lão phu nhân đi về phía trước hai bước, dừng trước mặt Tôn Ngọc Tuyết, hiền lành vừa cười vừa nói, đứa bé ngoan, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Tôn Ngọc Tuyết cụp mi, nhu thuận đáp, vâng, tổ mẫu. Chờ Tô lão phu nhân đi khỏi, Thanh Ninh và Tô Phỉ cũng cáo từ. Ừ, trở về đi, hai ngày nay ngươi vất vả nhiều rồi, buổi tối không cần tới thỉnh an ta, Tô lão phu nhân đã lên tiếng, Tôn thị tự cũng theo ý tứ của lão phu nhân, tươi cười nói với Thanh Ninh và Tô Phỉ. Vâng. Thanh Ninh, Tô Phỉ trả lời, liền đi ra ngoài. Được rồi, tất cả các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, ánh mắt Tôn thị thân thiết nhìn Tôn Ngọc Tuyết và Tô Kim. Tôn Ngọc Tuyết mang vẻ mặt không được ngủ ngon giấc, cả ngày tinh thần không tốt, Tôn thị đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng có lời gì tương lai còn rất nhiều thời gian để nói. Vâng, mẫu thân, Tô Kim cười gật đầu. Tôn thị lại nói một phen mấy lời đại loại như về phòng phải nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mới để cho bọn họ rời đi. Ra cửa, sắc mặt Tôn Ngọc Tuyết liền lạnh băng, sắc mặt Tô Kim bên cạnh không thay đổi, nha đầu phía sau hai người cúi đầu đi theo cách một đoạn. Trên đường đi, xa xa có thể nhìn thấy Tô Phỉ và Thanh Ninh phía trước, và nha đầu theo sát sau lưng. Ánh mặt trời ngã về tây chiếu lên bóng hai người sóng vai nhau đi, một người vóc dáng cao to, cao lớn vững chãi, một người dáng vẻ thước tha, mềm mại, hai người đi cạnh nhau tản ra hơi thở hài hòa ấm áp không nói nên lời. Hai người vừa đi vừa cười nói, Tô Phỉ bên cạnh khẽ cúi đầu, mang theo ôn nhu cùng sủng ái vô cùng. Tôn Ngọc Tuyết không khỏi nắm chặt quả đấm, trong mắt lóe oán hận, không cam lòng. Tô Kim nhíu mày, duỗi tay nắm chặt tay Tôn Ngọc Tuyết, nghiêng đầu nhỏ giọng ôn nhu nói với nàng, Ngọc Tuyết, còn tức giận sao? Trở về ta nhận lỗi với nàng. Hừ, Tôn Ngọc Tuyết hừ một tiếng, muốn tránh thoát tay hắn. Đừng động, nha đầu đi đằng sau, còn có nha đầu bà tử lui tới cũng đều đang nhìn chúng ta, chẳng lẽ nàng muốn để bọn họ thấy chúng ta hôm qua vừa đại hôn, hôm nay liền truyền ra tin tức không hợp sao? Tô Kim cười, tay càng thêm nắm chặt hơn. Thả ta ra, Tôn Ngọc Tuyết quay sang trừng mắt với hắn. Tô Kim lắc đầu không trả lời, cũng không buông tay ra, nụ cười trên mặt không đổi, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, dắt tay nàng từ từ đi lên phía trước. Lông mày Tôn Ngọc Tuyết vặn lại, đi vài bước thấy bóng lưng Tô Phỉ và Thanh Ninh, đột nhiên nét mặt biểu lộ nụ cười thản nhiên, nũng nịu kêu, Phỉ biểu ca, đại tẩu. Thanh Ninh và Tô Phỉ đang vừa đi vừa nói cười, nghe thấy âm thanh Tôn Ngọc Tuyết phía sau, Thanh Ninh lập tức nhíu mày. Đằng sau lại truyền tới âm thanh của Tôn Ngọc Tuyết, Phỉ biểu ca, đại tẩu. Tô Phỉ khẽ cau mày, mặt mày ôn nhu ban nãy lập tức trở nên lạnh lùng. Hai vợ chồng cùng nhau xoay người. Tôn Ngọc Tuyết tránh thoát tay Tô Kim, cười đi đến trước mặt hai người. Tô Kim theo sát phía sau. Nhị đệ muội, Thanh Ninh cười nhạt nhìn qua hai bọn họ, ánh mắt sau đó rơi trên mặt Tôn Ngọc Tuyết. Đại tẩu, Phỉ biểu ca sao đi nhanh vậy, chúng ta cùng đi, Tôn Ngọc Tuyết nhẹ nhàng cười, gương mặt tái nhợt khó nén mệt mỏi. Đại ca, đại tẩu, Tô Kim đứng bên cạnh Tôn Ngọc Tuyết, gọi một câu. Nhị đệ muội tân hôn yến nhỉ, sao lỡ quấy rầy các ngươi. Thanh Ninh mỉm cười, tân hôn yến nhỉ, chỉ nàng dâu mới, vợ mới cưới, Tô Phỉ mặt mày lạnh lùng, lạnh nhạt nói ba chữ, không cùng đường. Chết cười với anh này cười mỉm, không nể nang ai cười mỉm. Gì mà không cùng đường? Đây đều không phải là trong phủ sao? Đại tẩu, Phỉ biểu ca, chi bằng chúng ta ngồi một chút. Sắc mặt Tôn Ngọc Tuyết khẽ cứng lại, nhưng liền lập tức tao nhã nhoẻn miệng cười, ánh mắt yêu kiều nhìn Tô Phỉ. Ánh mắt này. Thanh Ninh dựa vào Tô Phỉ, không khỏi khẽ bật cười. Tô Phỉ mặt lạnh vài phần, chẳng lẽ vừa rồi đại tẩu ngươi cho lễ ra mắt không đủ sao? Cho nên, vẫn còn gọi hắn là biểu ca. Biểu ca là anh họ, khi Tôn Ngọc Tuyết chưa gả cho Tô Kim thì gọi Tô Phỉ là biểu ca, gả cho Tô Kim rồi thì phải theo xưng hô nhà chồng, gọi Tô Phỉ là đại ca. Sắc mặt Tôn Ngọc Tuyết cứng đờ, cười duyên giận dỗi, đại tẩu, ngươi đại ca hắn khi dễ ta. Đại tẩu, gọi ta là mẹ cũng vô ích. Ngươi cho rằng ta đã chết rồi hay sao?
Đôi mắt Thanh Ninh lạnh nhạt, ta lại tưởng đệ muội ngươi ghét bỏ lễ ra mắt của ta không đủ. Xem ra chỉ là thói quen thôi, nhưng mà, hiện thời đệ muội ngươi đã là con dâu Tô gia, chút thói quen này nên đổi mới tốt. Đúng không, nhị đệ? Đại tẩu nói rất đúng. Tô Khiêm mỉm cười gật đầu. Hôm nay đại tẩu ngươi hơi mệt, chúng ta đi trước một bước, Tô Phỉ lạnh nhạt nói, sau đó kéo tay Thanh Ninh, xoay người đi lên phía trước. Hai người một hồi liền biến mất sau bóng cây nơi ngã rẽ. Tô Ngọc Tuyết cắn môi dưới, dừng một chút, nhấc chân đi lên phía trước. Tô Khiêm cau mày đi theo sau nàng, hai người một trước một sau trở về viện tử. Nha đầu bà tử trong viện vừa thấy sắc mặt của hai người, đều nín thở liễm khí, cúi đầu hành lễ, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân. Hai người vào phòng, Tô Ngọc Tuyết đi vào nội thất, trực tiếp tới sau tấm bình phong, để Bích Nguyệt và Bích Vân hầu hạ nàng thay quần áo. Trên cổ lộ ra vết hôn màu xanh, cùng vết dây nơi cổ tay, vừa nhìn liền hiểu. Bích Nguyệt và Bích Vân nhìn dấu vết kinh hãi đập vào mắt, hai người không khỏi rơi lệ, tiểu thư. Nhị thiếu gia, hắn quá lỗ mãng. Tôn Ngọc Tuyết cau mày, mím môi không lên tiếng. Ngươi đi lấy thuốc mở ra bôi cho tiểu thư, Bích Nguyệt nghiêng đầu nói với Bích Vân. Bích Vân gật đầu, vội vàng đi tìm thuốc, hai người cẩn thận bôi cho Tôn Ngọc Tuyết. Từ sau tấm bình phong đi ra, Tôn Ngọc Tuyết thấy Tô Khiêm ngồi trên ghế, làm như không thấy, ngồi trước trang đài, để Bích Nguyệt giúp nàng tháo hết trâm hoàng xuống. Bích Vân cúi đầu lên trà. Chờ Tôn Ngọc Tuyết cởi hết trâm hoàng, Tô Khiêm mới hướng Bích Vân, Bích Nguyệt nói, hai người các ngươi lui xuống trước đi. Bích Nguyệt, Bích Vân gấp rút cúi đầu lui ra ngoài. Hừ, Tôn Ngọc Tuyết duỗi tay cầm lược sừng tê chải qua mái tóc. Tối hôm qua là ta không tốt, nàng đừng giận nữa, được không? Về sau chúng ta sẽ sống thật tốt qua ngày. Tô Khiêm ngồi một hồi, cuối cùng nhịn không được lên tiếng trước, đứng dậy đi tới. Nghe vậy, nước mắt trong mắt Tôn Ngọc Tuyết lập tức như dây hạt châu bị đứt, không ngừng tuôn xuống. Tô Khiêm, ngươi không phải là người. Là ta sai rồi, không nên dùng dây thừng trói nàng. Tô Khiêm đưa tay muốn chạm vào cổ tay Tôn Ngọc Tuyết. Đừng đụng vào người ta, Tôn Ngọc Tuyết như chim sợ cành cong, co rụt về phía sau, ngẩng đầu căm tức nhìn Tô Khiêm, ngươi không phải là người, ngươi cường bạo ta. Nghe vậy sắc mặt Tô Khiêm trầm xuống, nàng là thê tử Tô Khiêm ta cưới hỏi đàng hoàng, phu thê hoàn hảo là đạo lý hiển nhiên, nàng là thê tử của ta, hầu hạ ta là việc nàng phải làm. Chẳng lẽ nàng còn muốn thủ thân như ngọc vì hắn sao? Nàng nằm mơ đi. Đời này, nàng sống là người của ta, chết là ma của ta. Ta thủ thân như ngọc cho hắn đấy, thì sao? Nhớ tới tất cả những chuyện đêm qua, Tôn Ngọc Tuyết cảm thấy sống không bằng chết, hai mắt như nứt ra trừng Tô Khiêm, đồ súc sinh nhà ngươi. Ta là súc sinh. Hừ, ngươi nghĩ ngươi thanh bạch lắm sao? Hắn không thèm liếc ngươi một cái, hôm nay ngươi đã là tàn hoa bại liễu, hắn sẽ càng không thèm để ý ngươi. Này đều không phải do hắn hại sao? Tôn Ngọc Tuyết khóc trống, vô sĩ hạ lưu. Ta vô sĩ hạ lưu. Ngươi thì khá hơn chút nào. Tối hôm qua không phải ngươi cũng rất muốn đó sao? Tô Khiêm căm tức nhìn Tôn Ngọc Tuyết, đột nhiên đưa tay nắm lấy cái cằm trơn bóng của nàng, tà tứ cười. Tối hôm qua. Đúng vậy, chính nàng rõ ràng đã nghĩ, cho dù có gả đi nhưng cũng sẽ không cùng Tô Khiêm phu thê chi thực. Tô Khiêm luôn luôn đối đãi với nàng rất tốt, nàng nghĩ, nếu mình yêu cầu trước không vội động phòng, hắn nhất định sẽ đáp ứng, nhưng mà. Tối hôm qua, trong lúc kịch liệt phản kháng, đồng thời nàng cũng cảm thấy trong cơ thể mình tỏa ra dục vọng mãnh liệt, thân thể nóng như bị hỏa thiêu. Phu thê chi thực, làm chuyện vợ chồng ân ái, tại sao lại vậy? Người nàng thích là Phỉ biểu ca. Tuy là gả cho Khiêm biểu ca, nhưng nàng một chút cũng không muốn cùng Khiêm biểu ca phát sinh quan hệ. Nhưng tối hôm qua tại sao lại như vậy? Là. Trong đầu hiện lên sinh động, Tôn Ngọc Tuyết sắc mặt trắng nhợt, vọt đứng lên. Đưa ngón tay chỉ vào Tô Khiêm, mắng, ngươi hạ mị dược với ta. Nực cười, ta ngủ với thê tử của chính mình, cần gì phải dùng tới, nói đến đây Tô Khiêm liền dừng lại. Hắn không phải là con mèo nhỏ mới được nếm thử mùi tình lần đầu, trong phòng hắn có đến hai nha đầu thông phòng, một người ôn nhu săn sóc, một người kiều mị tận xương. Nhưng, tối hôm quả thật hắn quá kịch liệt, bản thân cũng không thể khống chế nổi dục vọng. Rốt cuộc vẫn là biểu huynh muội quen nhau đã lâu, Tôn Ngọc Tuyết nhìn thần sắc Tô Khiêm, tự hiểu mị dược này không phải do Tô Khiêm hạ. Vậy là ai đây? Tôn Ngọc Tuyết nghĩ, sắc mặt trắng như tờ giấy, ngồi phịch xuống ghế. Nàng biết rõ,
Cô đối với một đôi con trai con gái của mình rất là yêu thương, người trong viện của Tô Khiêm và Tô Giao đều do cô tỉ mỉ lựa chọn. Là cô. Nhất định là bà ta. Công Ngọc Tuyết nắm chặt quả đấm, sắc mặt tuyết trắng, hận đến thân thể đều run lên, đưa tay quét bàn trang điểm, ngươi cút, cút. Trâm Hoàng, vòng tay rơi đầy đất. Nghe được tiếng vang bên trong, nha đầu phía ngoài không dám đi vào, gấp đến độ sắc mặt đều trắng bệch. Âm thanh len keng, bột bột rơi xuống đất, khiến Tô Khiêm khôi phục lý trí, vốn muốn hảo hảo nói chuyện một chút, làm sao lại ầm ĩ lên thế này. Tô Khiêm thu liễm thần sắc, vội vàng khuyên, biểu muội, nàng là thê tử của ta, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt, yêu thương nàng, đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay. Tôn Ngọc Tuyết lệ rơi đầy mặt, ngoảnh mặt làm ngơ, im lặng khóc. Trở về cảnh tụy viên, Tô Phỉ kéo Thanh Ninh đi khố phòng của hắn. Đồ cổ ngọc khí, tranh chữ sơn thủy, đồ sứ tinh xảo, vật dụng thưởng thức, chỉnh tề chất đầy một phòng. Nàng xem đi, có muốn thứ gì không? Tô Phỉ dắt tay Thanh Ninh đi vào trong, tay chỉ qua những món đồ bên cạnh, ngón tay thon dài trắng nõn, quánh nhuận như ngọc. Tùy ta chọn, Thanh Ninh nghiêng đầu, cười hỏi. Ừ, những thứ này đều là những năm gần đây ta cất kỹ, nếu nàng thích, liền đều cho nàng. Tô Phỉ nhìn Thanh Ninh, khuôn mặt tuấn tú như ánh trăng, đôi mắt rạng rỡ phát sáng. Cưới nàng vào cửa, nhưng bởi vì quan hệ giữa hắn với người trong nhà, nên bọn họ cũng không thích nàng, để nàng phải chịu ủy khuất, trong lòng hắn đau như đau cắt. Đây là bởi vì lễ ra mắt của bọn họ dành cho Tôn Ngọc Tuyết so với mình quý trọng hơn, nên hắn đây là đau lòng cho nàng, muốn bồi thường cho nàng. Thanh Ninh chợt cảm thấy ấm áp, xoay người, đưa tay ôm eo hắn, dịu dàng nói, ta có chàng là đủ rồi. Nàng thích Tô Phỉ à? Trong lòng Tô Phỉ như thế lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, cắt cao ôm nàng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành hai chữ, Ninh Nhi. Ôm nhu ôm một hồi, Tô Phỉ cúi đầu, ánh mắt tựa như ánh trăng sáng quắc bức người, hôn lên môi Thanh Ninh. Bên ngoài ánh nắng chiều rơi như kim, trong phòng lưu luyến như họa. Tô Khiêm cùng Tôn Ngọc Tuyết động phòng có nhiều kịch liệt, Thanh Ninh tự không quan tâm, nàng vốn nghĩ Tôn Ngọc Tuyết sẽ nhắc ra đó, nhưng không ngờ lại yên lặng, đặc biệt là sau hôm về nhà thăm phụ mẫu, Tôn Ngọc Tuyết lại càng gió êm sóng lặng, kể cả khi thỉnh an, vô tình gặp được Tô Phỉ cũng không mặt mày ẩn tình như lần trước. Chớp mắt đến Đoan Ngọ. Đêm trước ngày Đoan Ngọ, Công Thị phái đại nha đầu Kết Hồng đưa đến cho Thanh Ninh một rổ dưa và trái cây. Thanh Ninh cười để Trà Mai nhận lấy, nói với Kết Hồng, thay ta tạ ơn phu nhân, lúc này dưa và trái cây không có nhiều, mẫu thân ưu ái như vậy, ta nhận sao nổi, hơn nữa, nhiều dưa và trái cây thế này, ta cùng thế tử nhất thời ăn sao hết. Thế tử phu nhân khách khí, đây là trái cây lấy từ thôn trang của phu nhân. Lão phu nhân, nhị thiếu phu nhân, tiểu thư, cô nãi nãi cùng biểu tiểu thư đều có. Phu nhân còn nói là, nếu thế tử phu nhân ngài thích, chỗ phu nhân còn nhiều, ngày khác lại để nô tỳ mang đến thêm cho ngài. Kết Hồng cười đáp. Vậy thay ta tạ ơn phu nhân, Thanh Ninh cười, để Ngọc Trâm thưởng cho nàng. Nô tỳ tạ thế tử phu nhân khen thưởng, Kết Hồng quỳ gối phúc thân cáo từ. Chờ Kết Hồng đi khỏi, Thanh Ninh nhìn rổ dưa và trái cây trên bàn, khóe miệng phát thảo một nụ cười, phân phó Trà Mai, Bạc Hà đâu? Gọi nàng đến đây. Thức ăn ở cảnh tụy viên đều do người trong viện tự làm, rau xanh mỗi ngày đều do người bọn họ tự chọn mua, chưa bao giờ để người quốc công phủ sờ vào. Công thị thì có cái gì hảo tâm? Nàng không tin. Bạc Hà chắc đang ở trong phòng bếp, để nô tỳ đi gọi nàng đến, Trà Mai gấp rút ứng, vội vàng đi gọi Bạc Hà. Bạc Hà tinh thông các loại độc thảo, cũng tinh thông y thuật, tài nấu nướng lại rất tốt, bình thường không có việc gì liền thích xuống bếp mân mê làm đồ ăn. Ánh mắt Thanh Ninh dừng trên rổ trái cây. Trái cây rất nhiều, có quả hạnh, dương mai, anh đào, đào mật, dưa chuột tươi mới, đều là hoa quả theo mùa, còn có hai loại trái cây lạ mắt không rõ tên, một loại màu hồng bóng mướt kiều diễm, một loại màu xanh lá mơn mởn, trông rất đẹp mắt. Công thị có động tay động chân lên dưa và trái cây hay không, để Bạc Hà đến tra xét một phen là biết. Lúc trước, Công thị bận rộn lo cho hôn lễ của Tô Khiêm và Tôn Ngọc Tuyết nên mới không ra tay với nàng. Hôm nay Tôn Ngọc Tuyết đã vào cửa rồi, nên bà ta mới có thời gian và công phu để đối phó nàng sao? Thanh Ninh cười nhướng mày. Nàng ngược lại rất mong đợi. Nhân cơ hội này lật mặt quốc công phủ, đem ủy khuất những năm qua của Tô Phỉ đòi lại. Hết phần 21, mời các bạn đón nghe phần 22.